Trên dãy hành lang tầng 3 của khách sạn Vạn Xuyên, người đàn ông với thân hình cao lớn cùng gương mặt điển trai đang loạng choạng bước đi. Hôm nay là ngày tiệc mừng đầu năm của tập đoàn Hứa Thị. Anh vậy mà lại bị người khác tính kế. Nếu như để anh tra ra được kẻ giở trò thì chắc chắn là kẻ đó chỉ có một chữ chết. Nhưng mà trước khi tìm kẻ kia, anh phải làm sao để giải quyết ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể của mình đây? Nếu chẳng may để người kia thừa cơ hội mà xảy ra chuyện gì đó, há chẳng phải là vừa đúng ý của hắn rồi sao? Trong mơ màng hỗn loạn, Hứa Hàn Vũ lại va phải một cô gái khi cô ta vừa mới bước chân ra khỏi một căn phòng. Cơ thể anh nóng như lửa đốt lại vô tình chạm vào cơ thể mát lạnh của cô gái đó, khiến lớp tường phòng bị của anh hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay giật chắc ôm lấy bờ eo nhỏ, tay còn lại mở cửa. Anh cứ thế mà ôm lấy cô vào phòng. Cánh cửa bị đóng lại rồi khóa trái. Cả căn phòng tối om, không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô kích thích đến khẩu giác của anh. Trước khi cô kịp hét lên thì đôi môi đỏ mọng đã bị ai kia chiếm lấy. Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn nhưng lại chỉ có một màu đen đặc, nên cô cũng chẳng biết người trước mặt là ai. Nụ hôn của anh mạnh mẽ chiếm đoạt hết những hơi thở của cô. Cơ thể cô gái nhỏ mềm nhũn trong vòng tay anh. Cảm nhận được sự khác thường trong nhịp thở của cô, anh mới buông ra. Trước khi rời đi, con tham lam cắn nhẹ một cái vào bờ môi mỏng. Cô gái nhỏ há miệng ra hớp lấy không khí. Cô sắp bị người đàn ông này hôn đến chết đi sống lại rồi. Anh ta cứ ôm chặt lấy cơ thể cô mà không chịu buông, bàn tay lại không chịu để yên mà cứ sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô. À, buông tôi ra đi. Tôi bị hạ thuốc rồi. Cái gì? Thuốc gì cơ? Xuân Dược. Không phải chứ. Anh mau buông tôi ra. Ngoan, giúp tôi giải quyết. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về em. Không, Câu nói bị cắt ngang khi anh lại bất ngờ hồn xuống. Hai cánh tay cứ mỏ mẫm vuốt ve cơ thể mềm mại của cô. Vài tia sáng của ánh trăng lẻ loi qua xem cửa kính. Trong bóng tối mờ ảo, cô gái nhỏ nhìn thấy gương mặt người đối diện. Anh thật đẹp, nét đẹp lạnh lùng và cương nghị của một vị thần. Gương mặt hoàn hảo, không góc chết, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen lạnh lùng lại pha thêm chút phong trần mạnh mẽ, chiếm lấy linh hồn cô. Trong ánh sáng mờ ảo, hai cánh tay dàn chắc, nhấc bổng cô đặt lên chiếc giường rộng lớn, bàn tay anh lần mò, khéo léo, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người cô. Chẳng biết qua bao lâu, một đêm hoa lạc qua đi, cô gái nhỏ bị anh giày vò đến mức đáng thương. Hứa Hàn Vũ tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm giác vẫn có chút đau đầu. Nhìn xa bên cạnh, cô gái đêm qua đã đi mất, chỉ còn lại một vết máu đỏ tươi trên tấm ga trải giường. Đêm qua là lần đầu tiên của cô, cũng là lần đầu tiên của anh. Thật là... Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo anh ra khỏi những ký ức của đêm qua. Anh nhấc máy, người bên kia là trợ lý của anh, Lâm Tú. Hứa tổng, anh đang ở đâu vậy? Lấy một bộ quần áo, lên lầu 3, khách sạn Vạn Xuyên, gặp tôi. Cô gọi bị ngắt, Lâm Tú ngỡ người, cố gắng tiêu hóa lời nói của tổng giám đốc nhà mình. Anh ấy đang ở tầng 3, khách sạn Vạn Xuyên, lẽ nào... Nhị thiếu đã... Ôi mẹ ơi! Nhị thiếu gia của cậu đã gần phụ nữ rồi, vậy là anh không có bị bất lực, mừng quá. Hàn Vũ bước xuống giường, đi vào phòng tắm, lại nhìn thấy trên sàn có một tấm hình của cô gái, trên đó có để tên là Liễu Hình Hình. Hứa Hàn Vũ, một thân tây trang, chỉnh tề, từ trong phòng tắm bước ra, anh ném cho cậu trợ lý của mình một cái nhìn hờ hững, những ngón tay thon dài vừa lấy tấm hình trên bàn, giọng nói nhạt nhẽo. Điều tra về Liễu Hình Hình cho tôi. Hả? Cậu điếc sao? Không, không có, tôi sẽ đi làm ngay. Hứa Hàn Vũ chăm chú nhìn cô gái trong ảnh. Nhà sắc của cô ta cũng chỉ nằm ở mức tầm thường, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng sắc sảo. Cô gái này chắc chắn cũng rất là tầm kế. Tốc độ làm việc của Lâm Tú vô cùng xuất sắc. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ,
toàn bộ thông tin về Liễu Hình Hình đều đã được sắp xếp gọn gàng trong tập tài liệu đặt trước mặt anh. Hứa Hàn Vũ mỉm cười hài lòng, tặng cho cậu trợ lý này một ánh nhìn khen ngợi. Tháng này tăng một nửa tiền lương. Ôi, Hứa tổng, anh thật là vĩ đại. Cậu ra ngoài được rồi. Cánh cửa đóng lại, Hứa Hàn Vũ mở tập tài liệu ra xem, đôi mắt lạnh lẽo nhíu lại đầy nguy hiểm. Người có lối sống bừa bãi như vậy thật sự là cô gái điểm đó sao? Nhưng mà cũng có thể là cô ta. Nói sao thì anh cũng đã lấy đi sự trong sạch của Hình Hình nên nhất định phải chịu trách nhiệm. Lập Tú nghe tiếng gọi, Lập Tú vội vã chạy vào. Hứa Hàn Vũ cho mặc một lúc rồi hỏi, hủy hết tất cả các cuộc hẹn, theo tôi đến Liễu gia. Hứa thiếu, anh đi đó làm gì? Tìm người. Lẽ nào anh muốn tìm cô gái kia sao? Nhưng mà theo như những thông tin mà Lâm Tú nắm được thì đời sống riêng tư của cô ta khá lộn xộn. Thực sự chính là người đã qua đêm với tổng giám đốc nhà anh sao? Có được đó, tôi làm ngay đây. Một tháng sau, tin tức hai nhà Hứa Liễu liên hôn lập tức trở thành tin nóng hổi trên mặt lớn của các trang báo. Cả thành châu này ai ai cũng biết nhị thiếu của Hứa gia có quan hệ yêu đương với đại tiểu thư nhà họ Liễu. Hai người họ đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Thế nhưng tin tức hai người kết hôn vẫn khiến cho vô số các tiểu thư khuê các hết sức đau lòng. Bởi lẽ nhị thiếu của Hứa gia chính là người trong mộng của không ít các cô gái ở thành châu này. Giờ hay tin anh kết hôn, bọn họ đều đau lòng đến kiểu khổ. Vậy là anh đã trở thành hoa có chủ, bọn họ hết cơ hội rồi sao? Hứa Hàn Vũ là nhị thiếu của Hứa gia, người nắm trong tay toàn bộ quyền lực điều hành Hứa thị. Anh chỉ mới 29 tuổi là có thể trở thành kẻ cầm đầu trong ngành kinh doanh ở thành châu. Những người lão luyện trong giới đều vô cùng nể phục bởi tài năng và trí tuệ hơn người của Hứa nhị thiếu. Nói về ngoại hình thì anh có thể nói là đứng top đầu trong bảng xếp hạng, sở hữu gương mặt điển trai không góc chết với đôi mắt lạnh lùng. Sống mũi cao thẳng tắp cùng khí chất lạnh lùng khiến anh trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ những tiểu thư khuê các. Ấy thế nhưng anh lại có mối quan hệ yêu đương với Liễu Hình Hình, đại tiểu thư nhà họ Liễu. Ngày tổ chức hôn lễ mau chóng được định, báo chí rầm rộ đưa tin khiến vô số những nhà đầu tư tìm đến Liễu Minh để móc nối quan hệ. Liễu Minh cũng từ đó mà càng thêm yêu chiều Liễu Hình Hình. Thế nhưng đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Liễu Hình Hình lại đột ngột bỏ trốn. Liễu Minh tức đến điên người, ông sai đám vệ sĩ đi tìm cô ta khắp nơi nhưng lại không có chút tin tức. Sáng hôm sau, chiếc xe đón dâu của Hứa gia dừng lại trước cổng. Hứa Hàn Vũ bước xuống xe, quay người đi về phía sau đỡ lấy Tô Ý Uyển, tức bà nội của anh, cũng là người làm chủ Hứa gia. Liễu Minh đứng ở trong nhà nhìn xa, mắt thấy đoàn người bước vào thì trong lòng lại nóng như lửa đốt. Ông ta vội vã chạy lên tầng đi vào phòng trang điểm của cô dâu. Thợ trang điểm vừa hoàn thành xong bước cuối cùng là giúp cô dâu mặc váy cưới. Thấy Liễu Minh đi lên, còn tưởng rằng ông quyến luyến con gái nên cũng biết điều mà tránh mặt. Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Liễu Minh và cô con gái nhỏ. Mày phải diễn thật tốt vở kịch này cho đến khi tao tìm được Hình Hình, nếu không thì đừng có trách tao tàn nhẫn. Lời nói nặng nề không chút lưu tình, cô dâu mới chỉ khẽ cúi đầu, đôi môi nhỏ kéo xa một nụ cười nhạt. Vâng, có biết rồi. Đình Ninh lặng người nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh đi ra khỏi phòng. Trái tim cô đã đau đến mức không còn cảm giác. Cô tự hỏi, người này thật sự là cha ruột của cô sao? Tại sao ông ấy lại chưa từng dành cho cô chút tình thương nào hết vậy? Có phải vì cô là đứa con ngoài gia thú? Liễu Ninh Ninh chính là kết quả ngoài ý muốn trong một cuộc vui qua đường của Liễu Minh. Mẹ của cô, Mộ Dung Tịch, trước kia là một ca nữ trong vũ trường. Sau khi gặp được Liễu Minh thì trở thành tình nhân của ông. Ngày ông ta hay tin mẹ cô có thai thì liền phủi bỏ trách nhiệm,
một mực bắt bà phải bỏ cái thai trong bụng. Mộ Dung Tịnh không đồng ý nên đã trốn đi, trải qua hơn 10 năm. Đến khi bà sức cùng lực kiệt, cơ thể yếu ớt, chỉ còn lại chút hơi tàn thì mới được cử đến nhận lại Liễu Minh. Cứ tưởng rằng cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc bên cha của mình, nhưng không, thứ mà cô nhận được chính là những chuỗi ngày đầy nước mắt. Hơn 2 năm sống ở Liễu gia, cô giống như một con ở, không hơn không kém. Cô phải làm hết tất cả công việc nhà và tùy ý để mẹ con của Liễu Hình Hình sai bảo. 2 năm qua chưa một lần nào Liễu Minh để mắt đến cô. Đêm hôm đó, ông ta lừa cô đến khách sạn Vạn Xuyên để bắt cô lên giường với Lý Tổng, một người đáng tuổi bà cô. Mục đích chính là dùng cô để trao đổi lợi ích. Nhưng mà may thay, đêm hôm đó cả khách sạn Vạn Xuyên bị người ta bao trọn nên lão Lý kia không đến được, cứ tưởng là thoát thân rồi, nào ngờ là bị một kẻ xa lạ cướp đi trình tiết. Nhưng như vậy cũng tốt, thà ngủ với một người xa lạ còn hơn là bị người ta tình kế. Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Ninh Ninh vội vã đưa tay lau đi. Cô khóc cái gì chứ, cô sắp được rời khỏi đây rồi, cô phải vui mừng mới đúng chứ. Mẹ, con gái sắp gả đi rồi, mẹ có thấy không? Hứa Hàn Vũ nắm tay cô, dìu cô bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy. Ninh Ninh khẽ cười, vậy là bây giờ cô đã là vợ người ta, nhưng với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Liễu, Liễu Hình Hình. Dù một ngày không xa, khi cô ta trở về, cô sẽ phải trả lại vị trí này cho cô ta. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô sẽ có được tự do. Hôn lễ được tổ chức ở một nơi sang trọng bậc nhất của thành phố Thành Châu. Những người đến dự lễ cưới đều thuộc hạng gia đình quý tộc, giàu có và quyền lực. Cũng bình thường thôi, với quyền thế của Hứa gia thì những người này vẫn chỉ được tính là thấp hơn một bậc. Lễ cưới được diễn ra theo đúng trình tự. Khi người dẫn chương trình công bố đến lúc chào nhận cưới, trái tim của Ninh Ninh bỗng đập loạn cả lên. Cô đứng đối diện với Hàn Vũ, đôi mắt lo lắng không dám ngước lên nhìn anh. Nhìn chiếc nhẫn đang được anh đeo lên tay mình, trong lòng cô lại cảm thấy có chút vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao nữa, cứ xem như đây là một đoạn duyên phận của cô và anh vậy. Mọi nghi thức được hoàn thành, Hứa Hàn Vũ đưa cô đến chào hỏi một vài người quan trọng, rồi liền đưa cô vào phòng trang điểm. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai người với bầu không khí náo nhiệt ngoài kia. Anh nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia phức tạp. Tôi sẽ cho người đưa cô về trước, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau. Dạ. Cánh cửa vang lên tiếng gõ, Lâm Tú bước vào. Anh ta đưa cô ra ngoài bằng cửa sau. Chiếc xe sang trọng lăn bánh đưa Ninh Ninh rời đi, rồi dừng lại ở một căn nhà sang trọng nhưng lại không quá lớn. Đây sẽ là nơi mà cô gọi là nhà chồng. Thiếu phu nhân, cô vào trong nghỉ ngơi đi, thiếu gia sẽ về sớm thôi. Anh đừng gọi là thiếu phu nhân, tôi nghe không quen, cứ gọi tôi là cô Diệp. Sao được chứ? Thôi thì gọi là mợ chủ có được không? Tùy anh vậy. Lâm Tú xuống xe, mở cửa cho cô. Anh mở cổng rồi giúp cô mang hành lý vào trong. Trước khi anh rời đi, anh còn nhận được một cái cúi đầu cảm ơn của người mà anh gọi là mợ chủ. Cô gái này sao lại không sống lắm so với những thông tin mà anh biết nhỉ? Căn nhà rộng lớn, còn lại một mình Ninh Ninh. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở dài. Cô sẽ ngủ ở đâu đây? 6 giờ chiều, Hứa Hàn Vũ trở về, cả căn nhà lại tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Chẳng phải cô gái đó đã về rồi sao? Tại sao lại giống như là không có người vậy? Đôi chân dài thẳng tắp, xài những bước chân thật vững vàng đi vào trong nhà. Xuất hiện trong mắt anh là hình ảnh một cô gái vẫn đang mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt say ngủ đang co ro nằm trên ghế sofa. Gầy ngốc đứng nhìn một lúc, Hàn Vũ thở dài đi lên tầng rồi vào phòng tắm. Cả ngày bận bịu tiếp khách, giờ chân người anh dính toàn mồ hôi, vô cùng khó chịu. Anh thay bộ đồ ngủ tay ngắn được may bằng lụa tơ tằm,
mặc vào vô cùng thoải mái. Mái tóc vẫn còn chưa khô, vài giọt nước chảy dọc xuống gương mặt điển trai đầy mê hoặc của anh. Đi xuống dưới tầng, cô gái kia vẫn còn chưa tỉnh ngủ, sao lại có thể ngủ say như vậy chứ? Liễu Ninh Ninh. Hàn Vũ vừa gọi tên cô, vừa dùng tay lay lay gọi cô dậy. Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Ninh Ninh nhíu mày, đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh. Người này, anh là ai? Cô nhìn xem, tôi là ai? Chết, xem chút nữa là quên mất. Anh ấy là Hứa Hàn Vũ, là chủ nhân của ngôi nhà này và là chồng của cô. Xin lỗi. Ninh Ninh vội đứng dậy, cơn tê ở chân khiến cô khó chịu mà nhíu mày. Hứa Hàn Vũ nhìn thấy lại có chút bất mãn. Cô nhíu mày cái gì chứ? Không phải, tôi bị tê chân. Ngồi đi. Vẫn là anh rất biết cách đối xử với phụ nữ. Ngồi đối diện với Ninh Ninh, Hứa Hàn Vũ cẩn thận quan sát cô thật tỉ mỉ. Quả thật là rất giống Liễu Hình Hình, chỉ có điều đôi mắt của cô lại nhìn khá ngây thơ và có một chút nét buồn, còn đôi mắt của Liễu Hình Hình lại nhìn sắc sảo và có chút giả tạo. Ninh Ninh. Hả? Quả nhiên cô không phải là Liễu Hình Hình. Sao anh biết? Cô cho rằng tôi là ai? Một kẻ ngốc để người khác tùy ý tinh kế sao? Tôi không có ý đó. Ninh Ninh cắn chặt môi dưới. Điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là thân phận đã bị anh vạch trần. Nếu như anh đưa cô trở về nhà họ Liễu thì Liễu Minh chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Mới nghĩ đến đây thôi mà đôi mắt cô đã đỏ hết cả lên rồi. Cô sao vậy? Ninh Ninh bất ngờ quỳ xuống trước mặt anh, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người trước mặt. Hứa thiếu gia, tôi cầu xin anh đừng trả tôi về nhà họ Liễu, có đủ không? Anh giữ tôi lại, tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh. Nếu tôi nói không được thì sao? Liễu Ninh Ninh, người có hôn ước với tôi là đại tiểu thư nhà họ Liễu, là Hình Hình, chứ không phải là Liễu Ninh Ninh. Trong mắt Ninh Ninh hiện rõ sự thất vọng. Nếu như bắt cô trở về nhà họ Liễu, vậy thì cô chẳng thà chết đi cho rồi. Chỉ là tôi thắc mắc, Liễu Hình Hình đâu? Tại sao không xuất hiện mà lại để cô thay thế? Chị ấy, đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, chị ấy bỏ đi rồi. Ninh Ninh kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Người đàn ông trầm mặc không nói, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Nếu như cô ta đã chê bai cuộc hôn nhân này, vậy thì tôi cũng không cần nữa. Hứa thiếu, anh đừng trả tôi về đó, có được không? Anh muốn thế nào cũng được, muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần đừng trả tôi về cái nơi địa ngục đó, thì điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Thật là tôi muốn gì cũng được sao? Ninh Ninh gật đầu như dã tỏi. Hàn Vũ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, bàn tay to lớn bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn. Anh cúi mặt xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tôi muốn em làm mợ chủ của nhà họ Hứa. Ninh Ninh ngơ ngác nhìn anh. Có phải là cô đang mơ ngủ rồi không? Anh vừa mới nói là... Thế nào, làm được không? Anh không đùa chứ? Không. Nhưng tôi... Hàn Vũ nhìn cô, biểu cảm lại có chút không hài lòng. Muốn gì thì cứ nói, sao cứ phải ấp úng như vậy? Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, lỡ như chị ấy quay lại thì sao? Thì đã sao? Là cô ta không cần mối hôn sự này. Cô gả cho tôi thì chính là vợ tôi. Đối với Hàn Vũ mà nói, nếu không lấy được người anh thương thì dù có lấy ai cũng đều như nhau cả thôi. Nhưng nếu như anh đã cưới cô về thì nhất định sẽ bao bọc cho cô thật tốt. Chỉ cần cô không làm ra những chuyện quá đáng thì anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Anh hứa. Từ nay về sau, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô. Có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp cô. Ninh Ninh bị mấy lời nói của Hàn Vũ làm cho cảm động rồi. Cô lại khóc, nước mắt lại cứ rơi mãi không thôi. Lần đầu tiên có người nói với cô mấy lời thâm tình đó, thật sự là cô rất vui, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Ninh Ninh nở một nụ cười thật tươi tắn. Nếu anh đã nhận cô làm vợ thì cô cũng sẽ xem anh là chồng
mà đối đãi. Cảm ơn anh. Được rồi, cô đi tắm rửa thay đồ đi, tôi đói rồi. Đợi một chút, tôi sẽ nấu cơm tối cho anh. Vốn định đưa cô ra ngoài ăn, giờ cô lại nói sẽ nấu cơm. Thôi thì cứ ăn ở nhà vậy, ai cũng nên học quen với sự tồn tại của cô rồi. Nhưng mà anh đưa tôi lên phòng được không? Theo tôi. Ninh Ninh một tay xách váy, một tay kéo theo chiếc vali to đùng. Bản thân cô vốn đã nhỏ bé, giờ lại mặc trên người chiếc váy cưới này càng khiến cô trở nên nhỏ bé hơn. Nhìn cô tay xách nách mang như thế, Hàn Vũ lại thấy có chút không đành lòng. Bàn tay to lớn giành lấy chiếc vali từ trong tay cô. Cô thật phiền phức. Vẫn là nên để anh giúp cô thị hơn. Lên đến phòng ngủ. À không, phải gọi là phòng tân hôn của hai người. Anh mở cửa đi vào trong, theo sau anh là Ninh Ninh bé nhỏ. Anh cẩn thận đặt chiếc vali vào một góc, rồi quay sang nói với cô. Sau này cô, chúng ta sẽ ngủ ở đây. Cô mau vào phòng tắm đi. Bóng người cao lớn quay đầu bước ra ngoài, lại nghe tiếng gọi của cô gái nhỏ. Anh hứa, anh có thể... Lại chuyện gì nữa? Anh giúp tôi cởi... À không, kéo cái dây khóa xuống có được không? Liễu Ninh Ninh, tôi xin lỗi. Hàn Vũ thật sự muốn bóp chết cô ngay lập tức. Thêm một câu là mọi sự kiên nhẫn của anh trong bao nhiêu năm qua đều sử dụng hết trên người cô rồi. Anh cũng không biết mình có thể kiên định được bao lâu nữa. Cuối cùng vẫn là anh giúp cô kéo dây khóa. Xong rồi thì anh đi ra ngoài, cô lại đi vào phòng tắm. 30 phút sau, Hàn Vũ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính. Anh cần xử lý một vài hợp đồng quan trọng của hôm nay. Ninh Ninh bước xuống tầng, nhìn thấy anh đang làm việc thì cũng biết điều mà không đến làm phiền anh. Cô đi vào phòng bếp, lặng lẽ chuẩn bị bữa tối. Choang! Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Hàn Vũ bị phân tâm. Anh đứng lên đi vào trong phòng bếp, kết quả lại nhìn thấy Ninh Ninh đang ngồi dưới sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của chiếc đĩa thủy tinh. Một ngón tay bị mảnh vỡ cứa vào chảy máu, cô cũng không để tâm. Cô làm cách gì vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Bước chân anh vội vã đi về phía cô, cánh tay rắn chắc kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn. Anh nhíu mày nhìn cô, biểu cảm vô cùng khó chịu. Tay cô chảy máu rồi. Không sao đâu. Đợi tôi. Anh đi lấy chiếc hộp y tế rồi cẩn thận giúp cô băng bó vết thương. Ninh Ninh nhìn theo từng động tác trên tay anh mà trái tim cứ đập loạn không thể kiểm soát. Ngoại trừ mẹ cô ra, anh là người đầu tiên đối tốt với cô như thế. Cảm ơn. Thay vì Ninh Ninh chuẩn bị bữa tối cho anh, giờ lại đổi thành anh cùng cô chuẩn bị bữa tối. Nhìn hai người loay hoay trong bếp, ai cũng sẽ cho rằng họ rất yêu thương nhau. Bữa tối đơn sơ được bày ra trên bàn, anh và cô ngồi đối diện nhau ăn bữa tối. Anh nếm thử vài món cô nấu, mùi vị quả thật là không tệ. Anh đừng mí mắt nhịn cô, lời nói thốt ra không biểu hiện chút cảm giác nào. Sau này cô có dự định gì? Tôi muốn tiếp tục học đại học. Được. Thật sao? Ừ. Cả hai lại tiếp tục ăn cơm và không nói thêm câu nào nữa. Ăn xong bữa tối, anh lại tiếp tục làm việc, còn cô thì dọn dẹp bát đũa. Ngoài trời đột ngột đổ mưa, tiếng sấm vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Cả căn nhà rộng lớn của Hàn Vũ cứ thế mà mất điện. Ninh Ninh sợ tối, cô cứ thế mà ngồi sụp xuống sàn, đưa hai tay bịt chặt tai mình. Hàn Vũ cầm điện thoại bật đèn pin đi vào phòng bếp. Ai nhìn thấy cô ngồi co ro ở đó chẳng khác nào một đứa bé đáng thương. Cô sao vậy? Tôi sợ tối. Đi thôi, đi về phòng ngủ. Ninh Ninh ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh rồi theo anh lên phòng. Hành động của cô lại vô tình khiến anh khó chịu. Đã ôm tay thì thôi đi, đằng này lại cứ phải ôm vào ngực mới chịu, lại còn không mặc áo lót. Liễu Ninh Ninh
cô cố ý hay là vô tình. Nhưng Hứa Hàn Vũ mới là người khó hiểu nhất. Trước đây anh từng tiếp xúc với Liễu Hình Hình, cô ta cũng nhiều lần muốn cầu giận anh, nhưng anh lại không có mảy may chút cảm giác nào. Còn bây giờ chỉ là chạm vào da thịt cô cũng khiến anh bị kích thích. Anh thật sự là không thể hiểu nổi mà. Vừa lúc hai người đi vào phòng thì đèn trong nhà lại phát sáng. Linh Ninh buông tay anh ra, cúi mặt xuống giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Nhưng cô không biết đôi mắt của sói lại đang nhìn vào nơi nhấp nhô trên cơ thể của cô. Ở đó, chiếc áo bị bùng nút để lộ ra cảnh xuân lấp ló bên trong. Hàn Vũ thật sự hít thở không thông rồi. Anh bước tới đóng cửa, tiện tay tắt chiếc đèn lớn đi, chỉ để lại ngọn đèn ngủ le lói ánh sáng mờ ảo. Anh nhỏ giọng gọi tên cô. Đình Đình, qua đây. Cô ngây ngốc bước về phía anh, cơ thể nhỏ nhắn bị anh đẩy ngã xuống giường. Trước khi cô kịp phản ứng, thân người to lớn đã nằm đè lên trên người cô. Đình Đình hoảng sợ nhìn anh, hai bàn tay mềm mại chống lên vòng ngực rắn chắc, khi cảm nhận được thứ gì đó đang cứng lên chạm vào chân mình. Anh làm gì vậy? Làm gì? Tất nhiên là thực hiện quyền lợi mà một người chồng nên có. À, anh đừng có làm vậy. Hàn Vũ thích thú nhìn đôi mắt sợ sệt của Ninh Ninh, khóe miệng lại không tự chủ mà nở ra một nụ cười thật đẹp. Ninh Ninh nhìn đến ngây người, đôi mắt xinh đẹp khẽ rùng lên. Làm bậy. Ninh Ninh, cô đừng quên, cô đã là vợ của tôi. Lê giường với vợ mình thì không có gì gọi là làm bậy hết. Nhưng... Chưa nói hết câu thì môi anh đã phủ lấy môi cô. Đầu lưỡi bắt đầu không yên phận. Ninh Ninh mở to mắt nhìn anh, cảm giác nhột nhột quen thuộc lại ập tới. Trái tim cô đập nhanh dữ dội. Những hình ảnh mập mờ của đêm đó lại hiện ra trong tâm trí cô. Đêm hôm đó, khách sạn Vạn Xuyên, người đàn ông đó cũng mạnh bạo hôn cô như thế. Cảm giác này sao lại giống đến vậy chứ? Hàn Vũ cũng bị cảm giác này làm cho giật mình. Cái cảm giác giống hệt như đêm hôm đó. Cả mùi hương trên cơ thể của Ninh Ninh cũng rất giống mùi hương của cô gái đêm đó. Thứ cảm giác gần gũi này anh chưa từng tìm thấy trên người của Liễu Hình Hình. Vậy thì tại sao nó lại xuất hiện trên người Ninh Ninh? Một tia sáng xẹt qua khiến nụ hôn của anh dừng lại. Anh đứng lên khỏi người cô, hai cánh tay mạnh mẽ lật cô nằm sấp xuống. Chiếc váy ngủ mỏng manh bị anh xé rách thành hai mảnh. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hình xăm trên eo cô. Quả nhiên cô mới là người đêm đó cùng anh xảy ra quan hệ. Ninh Ninh hoảng sợ bật dậy, cô nắm lấy áo che chắn cơ thể mình, bàn tay mềm mại đưa lên nhằm vào gương mặt điển trai kia mà đánh xuống. Nhưng trước khi cô kịp ra tay thì cơ thể lại bị anh ấn xuống giường nằm trên người cô. Ánh mắt Hàn Vũ nhìn cô đầy phức tạp. Liễu Ninh Ninh, tôi có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Hơn một tháng trước, khách sạn Vạn Xuyên, em bị một người lạ mặt kéo vào phòng, dối hai người xảy ra chuyện đó. Sao anh biết? Quả nhiên là em. Ninh Ninh ngơ ngác nhìn anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện đó, cái chuyện xấu hổ đó, làm sao mà anh biết được? Tôi nhớ đêm đó, tôi hỏi em có thích không? Em nói thích. Đôi mắt long lanh, mở to đầy kinh ngạc. Hóa ra người đêm đó là anh. Anh là tên khốn kiếp đó. Em nói ai khốn kiếp? Còn không phải sao? Anh dám làm ra chuyện như vậy với tôi, không phải khốn kiếp thì là gì? Chẳng phải tôi đã cưới em rồi sao? Ừ nhỉ. Mà khoan đã, người mà anh muốn cưới không phải là Liễu Hình Hình sao? Không phải anh muốn cưới Liễu Hình Hình sao? Tôi cứ tưởng người đêm đó là cô ta. Thì ra là như vậy. Bọn họ đều lừa cô. Hà, đôi mắt xinh đẹp giờ lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô vậy mà lại bị bọn họ xoay như trong chóng, lợi dụng chuyện của cô để Liễu Hình Hình trở thành Hứa thiếu phủ nhân. Liễu Minh, ông đúng là rất bất công. Hàn Vũ nhào mắt nhìn cô gái nhỏ, lúc cô tức giận, quả thật nhìn quyến rũ hơn nhiều. Tưởng đâu lấy nhầm người,
Hóa ra lại chính là người mình mua lấy. Ông trời cũng thật biết cách sắp đặt mà. Chỉ là anh không thể kiềm chế được nữa rồi. Cảm giác lạnh lạnh chạm vào cổ khiến Ninh Ninh giật bắn người. Cô hoảng sợ nhìn gương mặt Hàn Vũ đang cúi xuống hôn lên cổ mình. Anh làm cái gì vậy? Làm chuyện mà một người chồng có thể làm với vợ của mình. Cái gì? Tôi rất nhớ mùi hương trên cơ thể em. Nè! Nụ hôn đòi mạng của Hứa Hàn Vũ ập tới khiến cô không kịp phòng bị, chỉ có thể bất lực để anh xe vò đôi môi đáng thương của mình. Chiếc váy ngủ bị anh xé rách bàn nãy, dù đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể Ninh Ninh run rẩy theo từng động tác của anh. Nếu như đêm hôm đó là cảm giác cuồng nhiệt, nóng bỏng, thì hôm nay lại là dịu dàng, ân ái. Chẳng biết qua bao lâu, cơ thể cô bị anh xày vò đến cạn kiệt, đến cả việc đưa tay lên, đánh người cũng không thể. Vậy nhưng, cái miệng vẫn cứ chửi rủa anh không ngừng. Hứa Hàn Vũ, anh là đồ chất bẩm, đồ không có lương tâm. Hứa Hàn Vũ vẫn nằm trên người cô, anh đưa một tay chống cằm, nhìn gương mặt ửng đỏ của Ninh Ninh. Em không biết mệt hả? Anh có dám hỏi? Anh thấy em vẫn còn đủ sức để chửi, nên chắc là không mệt. Thì sao? Thì chúng ta có thể tiếp tục. Hứa Hàn Vũ. Ninh Ninh thật sự muốn giết anh cho rồi. Anh đúng là đồ mặt dày, không biết xấu hổ mà. Thật là sao cô tức chết đi được. Được rồi, ngủ đi. Anh rời khỏi cơ thể cô, kéo cô ôm vào lòng. Ninh Ninh rất mệt nên liền ngủ ngay lập tức. Hứa Hàn Vũ đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, trong đôi mắt lại hiện lên một tia đau lòng. Người con gái anh từng yêu cũng giống như Ninh Ninh vậy, hồn nhiên, vô tư và dường như không hề sợ anh. Chỉ là cô gái đó đã từ bỏ anh để theo đuổi con đường mà cô mơ ước. Phi Yến, hy vọng em cũng đang hạnh phúc. Có lẽ anh phải quên cô đi, toàn tâm toàn ý mà yêu thương người của hiện tại. Chỉ là học cách yêu một người đã rất khó, học cách để quên một người lại càng khó hơn. Ninh Ninh mở mắt thức dậy thì đã là sáng hôm sau. Người đàn ông bên cạnh cũng đi mất rồi. Cô mệt mỏi vươn vai một cái. Cái thân già này bị anh giày vò đến cạn kiệt luôn rồi. Cô bước xuống giường, lê đôi chân mệt mỏi đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cơ thể đều chằng chịt những vết hôn của anh để lại. Thật là dã man. Chọn cho mình một bộ đồ ưng ý, Ninh Ninh chậm rãi đi xuống dưới tầng, lại bắt gặp thân người quý phái đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô chậm chậm đi tới trước mặt anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Anh không đi làm hả? Không, ăn sáng đi rồi lên phường. Lên đó làm gì? Đăng ký kết hôn. Bước chân đang đi vào phòng bếp thì đột ngột dừng lại. Lúc nãy anh vừa mới nói cái gì nhỉ? Đăng ký kết hôn ư? Nè, anh mới nói gì? Lê Phương đăng ký kết hôn. Không, tôi không muốn. Kết hôn với anh chẳng phải là bị sang buông cả đời sao? Liễu Ninh Ninh cô vẫn yêu đời lắm, chỉ thích ngắm trai đẹp và đi sắc thính mà thôi. Huống hồ gì cả hai đều chẳng có chút tình cảm nào với đối phương thì kết hôn cái nỗi gì? Hứa Hàn Vũ đặt tờ báo trên tay xuống, ném về phía cô một ánh nhìn hình viên đạn. Con nhóc này đúng là không biết điều, bao nhiêu cô gái đều muốn gả cho anh, còn cô lại không chút chần chừ mà từ chối lời đề nghị kết hôn. Cô đây là đang chê bai anh hay sao? Cô lặp lại lần nữa xem. Tôi Liễu Đình Ninh, cô thật sự cho là tôi muốn kết hôn với cô sao? Nếu không thì tại sao lại đòi đi đăng ký kết hôn? Đó là điều kiện để tôi thừa hưởng toàn bộ tài sản của Hứa gia. Anh muốn lấy tôi chỉ vì gia sản sao? Chưa có nghĩ thế nào. Bầu không khí trở nên im lặng một cách quái dị. Cả hai người đều nhìn thẳng vào trong mắt của người kia. Giây phút đó, Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy trái tim mình có chút lạnh đi. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Nghĩ là chỉ trong hai lần lên giường thì anh lại yêu cô sao? Hứa Hàn Vũ nhìn thấy biểu cảm của cô gái nhỏ, anh lại thấy có chút tội lỗi trong lòng. Dù sao
thì anh cũng là người lấy đi sự trong trắng của cô, lẽ ra không nên nói với cô mấy lời đó. Tôi không có ý đó. Không có câu trả lời, Liễu Linh Ninh lặng lẽ xoay người đi vào phòng bếp. Bữa sáng hôm nay là anh tự mình nấu, ăn vào trong miệng lại cảm thấy có chút vị đắng chát. Chẳng phải là cô không muốn kết hôn với anh đâu, chỉ là cô sợ khi bản thân đã quen với cuộc sống có anh thì anh lại đột ngột bỏ cô đi. Vậy thì cô biết phải làm sao đây? Cô không muốn bản thân mình phải dựa dẫm hoặc phụ thuộc vào ai đó quá nhiều, đặc biệt là với anh, người chưa từng yêu cô. Chúng ta sẽ kết hôn trong bao lâu? Ý cô là gì? Ý tôi là khi cô ấy quay lại, tôi và anh sẽ ly hôn đúng không? Hứa Hàn Vũ trong mắt nhìn cô lại nghe không hiểu những gì cô vừa nói. Anh bước tới trước mặt cô, bàn tay to lớn nâng cằm cô lên, đối diện với ánh mắt của mình. Cô đang nói gì? Tôi muốn nói khi Phi Yến quay lại, anh sẽ không cần tôi nữa, đúng không? Chẳng hiểu sao sau mỗi cô lại thấy cay cay, cổ họng cũng bắt chợt nghẹn đắng. Cô không muốn bị người ta vứt bỏ, cảm giác đau lòng đó trải qua một lần là đủ rồi. Chuyện tình lãng mạn của Hứa Hàn Vũ và Mộng Phi Yến khắp cả thành châu này ai mà lại không biết cơ chứ. Hứa Hàn Vũ yêu Mộng Phi Yến đến chết đi sống lại, sẵn sàng cho cô ấy tất cả mọi thứ. Rồi khi cô ấy rời đi, 3 năm trôi qua, anh chưa từng động lòng với bất kỳ cô gái nào khác. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn với cô là do bị bỏ thuốc, kết hôn với cô là vì quyền thừa kế gia sản. Đêm qua nằm cạnh anh, trong lúc giật mình lại nghe anh khẽ khẽ gọi tên Phi Yến. Cảm giác đó cô không đủ mạnh mẽ để chịu đựng suốt đời này đâu. Hứa Hàn Vũ nhìn vào gương mặt nhỏ lại thấy vài giọt nước lấp lánh trong khóe mắt kia. Bản thân anh nhất thời lại không biết phải làm gì cho đúng. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng nói lại ôn nhu động lòng người. Sẽ không có chuyện đó đâu. Phi Yến đã hạnh phúc với một người khác, giữa tôi và cô ấy đã là chuyện không thể nào. Dù như vậy thì anh cũng không thể bắt tôi phải sống với một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ học cách để yêu em. Trái tim nhỏ bé của cô lại bị anh làm cho mềm nhũn cả rồi. Yêu thầm anh suốt bao nhiêu năm, giờ lại nghe được mấy câu nói đó, cô thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thôi thì tới đâu thì tới, cứ cho bản thân mình một cơ hội để sống với tình yêu đi. Dù kết quả có thế nào đi nữa thì bản thân cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Biết đâu đây lại chính là cơ hội mà ông trời ban cho cô. Hứa Hàn Vũ lái xe đưa Liễu Ninh Ninh đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Nhìn thấy tên hai người đứng cạnh nhau, Ninh Ninh cảm thấy thật là vi diệu. Người mà cô không dám mơ có thể chạm tới lại đột nhiên trở thành trong của cô. Cảm giác này cứ giống như trong mơ vậy. Đứng trước cửa cục dân chính, Ninh Ninh ngây ngốc nhìn Hàn Vũ. Chúng ta kết hôn rồi sao? Còn có thể là giả sao? Sao lại cảm thấy có chút không chân thực? Vậy cảm giác đêm qua có chân thực hay không? Cô có thể đổi ý không? Sống với người đàn ông đã mặt xẻ cụm lại không biết xấu hổ như thế, liệu có phải là quyết định đúng đắn hay không vậy? Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô kéo đi. Ninh Ninh lại nhìn thấy những tia sáng lấp lánh tỏa ra từ trên người anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Thôi thì cứ mặc cho duyên phận, chỉ cần ở bên anh dù chỉ một ngày thôi, cô cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường đại học Thành Tây, trường đại học lớn nhất thành châu này. Hứa Hàn Vũ bảo cô xuống xe, anh đưa cô vào trong để đăng ký học đại học. Liễu Đình Đình khoác tay anh đi vào trước sự ngỡ ngàng của một đám nữ sinh trong trường. Cũng đúng, anh đẹp trai thế mà bọn họ chú ý cũng là điều dễ hiểu thôi. Hiệu trưởng nhìn thấy bóng dáng anh từ đằng xa, đôi mắt khẽ nhau lại. Người thanh niên đó sao lại quen mặt đến vậy chứ? Cho đến khi anh đang rất gần ông ta thì đôi chân của thầy hiệu trưởng đã không thể đứng vững được nữa. Đó chẳng phải
là Hứa thiếu gia của nhà họ Hứa hay sao? Tại sao lại tới đây? Hứa thiếu gia, sao cậu lại tới đây? Nhìn thấy người đứng trước mặt mình, thầy hiệu trưởng lắp bắp nói mãi mới thành câu. Ninh Ninh đứng bên cạnh, ngước mắt lên nhìn anh rồi lắc đầu thở dài, biểu cảm kiểu như là anh hù thầy hiệu trưởng sợ rồi kìa, sao đây? Hứa Hàn Vũ sắc mặt không đổi, vẫn ánh mắt lạnh lùng và giọng nói vô cảm ấy, anh trả lời. Đưa phu nhân của tôi đi đăng ký nhập học. Phu nhân? Phải, là cô ấy. Hiệu trưởng Trần, ông sắp xếp được không? Hiệu trưởng Trần nhìn sang Ninh Ninh rồi khẽ dùng mình một cái. Có cho thêm núi kim cương đi nữa thì ông ta cũng không dám trả lời là không. Được, được mà. Chỉ là không biết thiếu phu nhân muốn học chuyên ngành nào. Em muốn học gì? Hàn Vũ quay sang hỏi Ninh Ninh. Ánh mắt và thái độ lập tức thay đổi 180 độ, khiến hiệu trưởng thở dài bất lực. Cũng là người với người mà sao lại có thể khác nhau như vậy chứ? Hai. Chuyên ngành quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Không có. Vậy phải học cho tốt vào. Ok. Ninh Ninh nhỏ mắt mềm cười với anh. Anh cũng vui vẻ mà nở ra nụ cười nửa vời. Hiệu trưởng Trần đứng bên cạnh càng nhìn càng cảm thấy mình thừa thãi. Hiệu trưởng Trần, ông nghe rồi chứ? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp. Ngày mai thiếu phu nhân có thể tới trường học. Ngày mai? Nhanh quá không? Em có kịp chuẩn bị không? Chắc là kịp. Không được, 3 ngày nữa. Được được, Hứa thiếu gia, cậu nói sao thì là như vậy. Vậy xin phép đi trước. Tôi tiễn cậu. Không cần. Vậy hai người đi thong thả. Nhìn theo bóng lưng của hai người, hiệu trưởng Trần đưa tay lau trán. Đại nhân vật xuất hiện trong trường rồi, cầu trời khấn Phật đừng để xảy ra chuyện gì không hay. Ninh Ninh và Hàn Vũ đi ra ngoài lại nghe được có người gọi tên cô. Quay đầu lại nhìn là Dịch Ân, vị sư huynh học cao hơn cô một bậc. Dịch Ân đi về phía cô, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Ninh Ninh gặp lại anh thì rất vui, cũng đã khá lâu rồi hai người không gặp nhau. Từ lúc cô nghỉ học tính đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi. Ân ca, anh cũng học ở đây sao? Không, anh là giảng viên ở đây. Wow, thật vậy sao? Ừ, em tới đây làm gì? Em đăng ký học lại ạ. Hai người nói chuyện vui vẻ mà lại quên mất có một người đang đứng ngay bên cạnh. Hàn Vũ nhíu mày khó chịu nhìn Dịch Ân, trong ánh mắt toàn là sự lạnh lẽo, như thể muốn đóng băng đối phương ngay lập tức. Dịch Ân đưa tay lên muốn xoa đầu Ninh Ninh thì ngay lúc đó Hàn Vũ đã kéo cô ra phía sau mình rồi tặng cho Dịch Ân một cái nhìn cảnh cáo. Bàn tay đưa lên dừng lại trong không trung, Dịch Ân vẫn ôn nhu mỉm cười lịch sự hỏi người trước mặt. Xin lỗi, anh đây là... Tôi là chồng của ấy. Ninh Ninh đứng sau lưng Hàn Vũ lại đột ngột cảm thấy ớn lạnh, khẽ dùng mình một cái. Cô nắm lấy tay áo của Hàn Vũ mà kéo nhẹ. Anh dừng dừng quay lại nhìn cô, trong ánh mắt đùng đùng sát khí. Lời nói chưa kịp nói ra đã bị nỗi sợ dọa cho chạy ngược vào trong. Ninh Ninh rụt cổ cười mỉm nhìn anh. Chồng quay sau, ngại quá tôi không biết. Vậy giờ thì biết rồi chứ. Dịch Ân không trả lời, chỉ cúi đầu rồi cười lạnh. Hàn Vũ nhìn thấy lại càng không vừa lòng. Nếu như không có chuyện gì thì vợ chồng tôi về trước. Không đợi người kia trả lời, Hàn Vũ kéo tay Ninh Ninh bỏ đi một mạch. Ninh Ninh bất lực chỉ có thể quay đầu lại rồi vẫy tay tạm biệt Dịch Ân. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Ninh Ninh cảm thấy bầu không khí trong xe có gì đó quái dị, hình như nhiệt độ vô cùng thấp. Nhìn xa người bên cạnh, cô khẽ nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đôi mắt lờ đãng cố ý nhìn sang ngoài cửa sổ. Vậy nhưng người kia lại đều dễ dàng mà bỏ qua cho cô như thế. Lái xe với tốc độ ánh sáng, chỉ trước đây 15 phút thì hai người đã về đến nhà. Hứa Hàn Vũ mở cửa xe, nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong nhà. Suốt cả quá trình đó, Ninh Ninh lại không dám phản kháng chút nào, mặc cho anh tùy ý kéo cổ đi. Bộ dạng này của cô chẳng khác nào một đứa bé phạm phải lỗi nên chủ dạ. Ép cô dựa lưng vào tường,
Anh dùng một bàn tay đỡ phía sau đầu, ngăn cách cô va vào bức tường cứng nhắc kia. Ánh mắt anh hiện lên sự tức giận, đến cả ngữ điệu cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ai? Hả? Cái gì cơ? Hắn là ai? Hắn nào? Em có dám hỏi? À, thì là Dịch Ân. Dịch Ân? Thân mật quá nhỉ? Không, không phải. Anh ấy chỉ là đàn anh của tôi thôi. Thế nào? Xưng hô là anh em, ngon ngao vậy sao? Anh nổi điên cái gì vậy? Em nói lại xem. Anh ghen sao? Tôi ghen đó, thì sao? Hứa Hàn Vũ cũng bị chính câu trả lời của bản thân làm cho giật mình. Anh ghen sao? Tại sao lại ghen? Anh cũng không biết. Chỉ biết là anh không muốn cô quá thân mật với người đàn ông khác ngoài anh. Anh ghen thật sao? Hàn Vũ nhìn cô gái trước mặt. Anh thật sự bị cô chọc cho phát điên thật rồi. Chẳng nói chẳng rằng, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn nóng bỏng mang theo cả sự tức giận áp xuống. Đình Đình bất ngờ đến mức quên cả phản kháng. Đến khi cánh môi bị anh cắn nhẹ vào thì cô mới giật mình phản ứng kêu lên. Đau! Người đàn ông buông tha cho cô. Ai nhìn cô thật lâu rồi mới nói một câu khiến trái tim cô đập nhanh dữ dội. Tôi không muốn người phụ nữ của mình có quan hệ thân mật với bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài tôi. Nghe rõ chưa? Tôi biết rồi. Nếu như để tôi biết em còn qua lại với hắn thì em đừng nghĩ đến chuyện đi học ở đó nữa. Biết rồi mà. Đói chưa? Có một chút. Ăn ở nhà hay ra ngoài? Ở nhà. Thay đồ vào bếp phụ tôi. Ok. Nhìn sáng người nhỏ bé tung tăng chạy lên tầng, đôi môi mỏng của Hàn Vũ lại bất giác mỉm cười. Yêu cô có lẽ không phải là không thể, bởi vì cô ấy quả thật rất đáng yêu. Bữa cơm trầu do chính tay anh nấu khiến Đình Đình ăn vào cảm thấy toàn là sự ngọt ngào. Được ăn cơm do chính tay người mình yêu nấu thì làm sao mà không ngọt ngào cho được. Suốt cả bữa cơm cô cứ tủm tỉm cười. Hàn Vũ nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng thấy vui vẻ lây. Ăn xong bữa cơm chiều, anh lại mở máy tính ra làm việc. Ninh Ninh ngồi bên cạnh thì nhàm chán lướt điện thoại xem phim. Chốc chốc cô lại len lén nhìn sang anh. Cứ tưởng như vậy thì sẽ không bị phát hiện, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cô ngượng đến đỏ mặt. Thích nhìn tôi đến vậy sao? Hừ, ai nhìn anh chứ? Muốn nhìn thì cứ nhìn, cần gì phải lén lút như vậy? Còn lâu mới thèm nhìn anh. Cứng miệng. Trên môi anh nở nụ cười, Ninh Ninh nhìn anh như thế cũng bật cười theo. Lúc cô cười lại để lộ ra trước răng khểnh vô cùng đáng yêu. Cứ nghĩ anh không yêu cô gả cho anh rồi thì bị lạnh nhạt. Vậy mà bây giờ hai người lại có thể sống hòa hợp đến như thế, chắc đây là ý trời. Pha giúp tôi ly cà phê. Không được, cà phê có hại cho sức khỏe. Tôi pha cho anh ly cảm ép, uống vào sẽ đẹp da. Chẳng cần biết mình nói đúng hay sai, Ninh Ninh cứ thế máy hừng chạy vào phòng bếp. Hàn Vũ nhìn theo bóng lưng cô, trong đôi mắt lại hiện lên hình ảnh của ai đó. Anh nhớ cô gái đó, Phi Yến. Mỗi khi anh làm việc, Phi Yến đều sẽ pha cho anh tách cà phê để tỉnh táo. Còn bây giờ, bỏ đi. Nếu đã nói quên thì đừng nhớ tới làm gì nữa. Có những thói quen thay đổi rồi cũng không hẳn là không tốt. Ninh Ninh đặt ly nước cam xuống bàn, lại đưa tay lên che miệng mà ngáp ngắn ngáp dài. Hàn Vũ nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8 giờ tối. Có lẽ Ninh Ninh cũng buồn ngủ rồi. Nâng mí mắt lên nhìn cô, anh chỉ nhẹ nhàng bảo, trễ rồi, em đi ngủ trước đi. Vậy tôi đi ngủ trước, anh đừng thức khuya quá đó. Bóng sáng nhỏ bé đi lên tầng, khuất khỏi tầm mắt của anh. Hàn Vũ lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn. Anh xoa xoa mi tâm rồi cầm điện thoại lên xem. Dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình vốn tĩnh lặng lại bất chợt nổi sóng. Tuần sau em về nước, anh đón em được không? Rơi vào vòng trầm tư của riêng mình, anh nhắm mắt thở dài rồi đặt điện thoại xuống. Nỗi đau tưởng chừng như đã ngủ quên lại vì một dòng tin nhắn mà bị phơi bày. Anh phải làm sao đây?
Bước chân nhẹ nhàng của Ninh Ninh từ trên tầng đi xuống, Hàn Vũ nhìn cô một cách khó hiểu, chẳng phải là nói đi ngủ sao? Tại sao lại xuống đây nữa vậy? Ninh Ninh đi vào trong bếp, uống một ngụm nước lạnh rồi trở ra. Cô lê đôi chân đi về phía anh rồi ngồi xuống ngay đó. Hàn Vũ ngừng công việc nhìn cô. Sao lại không ngủ? Ngủ không được. Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Không có. Vậy tại sao không ngủ? Tôi... Ninh Ninh không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn anh rồi thở dài, rồi lại nhìn, rồi lại thở dài. Cuối cùng vẫn là không thể nói. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi nằm ở đây một lúc. Không được, em đi lên phòng ngủ đi. Tôi không ngủ được. Tại sao? Hàn Vũ khó hiểu nhìn cô. Hôm nay cô cứ là lạ thế nào vậy? Mọi ngày đâu có như vậy, chỉ cần tới giờ ngủ thì sẽ liền ngoan ngoãn nằm cạnh anh mà ngủ. Khoan đã, hình như là anh mới phát hiện ra một vấn đề. Hôm nay anh không lên ngủ cùng cô, không lẽ là... Không có tôi nên không ngủ được sao? Ninh Ninh đưa mắt nhìn anh rồi lại thở dài. Thôi thì có sao, nói vậy đi, chưa giấu làm gì cho mệt lòng. Ừ thì không có anh tôi ngủ không được. Hả? Quen hơi. Cái gì? Anh không nghe người ta nói sao? Lì thìa quen trụ, vợ chồng quen hơi. Thật vậy sao? Thì tôi nói thật mà. Hàn Vũ nhìn cô, cái nhìn vô cùng kỳ lạ, khiến Đình Đình cảm thấy xấu hổ. Cô trợn mắt lườm anh một cái, rồi vẫn là không thể làm gì hơn. Quả thật là không có anh thì không ngủ được. Cô chỉ nói sự thật thôi mà. Hơn nữa, hai người là vợ chồng, danh chính ngôn thuận, có đăng ký kết hôn đàng hoàng thì có gì mà phải ngại chứ. Gấp chiếc máy tính lại, anh nhẹ giọng bảo cô. Đi ngủ thôi. Anh xong việc rồi à? Chưa. Vậy thì làm đi. Mai làm cũng được, đi ngủ thôi. Ừ. Vẫn là hứa Hàn Vũ mềm lòng, anh không nỡ để người phụ nữ này phải nằm ở ghế sofa, lại càng không nỡ nhìn cô mất ngủ. Thôi thì cứ đi ngủ thôi, đợi khi cô ngủ rồi anh lại làm tiếp cũng không sao. Bầu trời đêm tĩnh lặng, hai người cùng nằm trên chiếc giường êm ái. Như một thói quen, Ninh Ninh lại úp đầu lên tay anh rồi nhắm mắt. Chỉ một lúc sau, Hàn Vũ đã nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Anh đưa mắt nhìn sang, gương mặt cô xinh đẹp như một thiên thần đang say ngủ. Bàn tay to lớn áp lên má cô mà xoa nhẹ. Anh bỗng cảm thấy cuộc đời mình lại vì sự xuất hiện của cô mà hoàn toàn bị đảo lộn. Cô vô tư, trong sáng, không có toan tính gì khác. Cô ở bên cạnh anh, ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ. Cuộc sống bình dị như thế thật sự là quá đủ rồi. Anh chỉ mong sao có thể cùng cô bình bình an an mà đi hết quãng đời còn lại. Đặt lên mái tóc cô một nụ hôn, đôi môi mỏng của anh lại khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến lạ. Chiếc điện thoại bên cạnh lại đột nhiên rung lên. Anh với tay cầm lấy rồi ngây người nhìn dãy số gọi đến, sau đó liền ấn nút tắt. Cẩn thận để Ninh Ninh ngủ trên gối, anh đi xuống giường rồi mở cửa ra ngoài ban công. Dãy số khi nãy lại một lần nữa gọi đến. Hàn Vũ nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Hàn Vũ. Ờ, sao lại gọi vào giờ này? Hàn Vũ, em ly hôn rồi, tuần sau em sẽ về nước. Ờ, vậy sao? Hàn Vũ, anh đón em được không? Không có câu trả lời, Hàn Vũ quay đầu. Ninh Ninh đang say ngủ trên giường. Anh đã hứa sẽ học cách yêu cô ấy. Anh đã nói sẽ quên đi cô gái đó. Anh không thể tổn thương vợ của mình. Ừ thì nói được, nhưng sao lại khó làm quá. Anh sao vậy? Không có gì. Khi nào em về? Thứ năm tuần sau. Được, anh bảo Lâm Tú đón em. Sao anh... Phi Yến, anh có vợ rồi. Anh không muốn cô ấy phải suy nghĩ linh tinh. Anh cúp đây, cô ấy đang đợi. Điện thoại ngắt kết nối, Hàn Vũ lại cảm thấy nặng lòng. Tại sao khi anh đã bình yên, cô lại còn xuất hiện để làm gì nữa? Bước chân đi về phía giường ngủ, anh nằm xuống rồi kéo cô ôm vào lòng mình. Chẳng hiểu sao
Khi nghe được nhịp tim của cô, anh lại thấy bình yên đến lạ. Cô gái này chính là vợ anh. Vợ à, anh nhất định sẽ là một người chồng tốt, nhất định sẽ không để em đau lòng. Ừm, chẳng biết cô có nghe được mấy câu anh nói không nữa. Chỉ biết là cô cứ dụi đầu vào lòng anh, cánh tay vòng qua, ôm lấy bờ eo rắn chắc kia mà ngủ một cách ngon lành. 3 ngày sau, hôm nay là ngày Ninh Ninh đến trường học lại. Cô dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đồ vào đó, còn nấu sẵn bữa sáng để chờ anh. Sau một khoảng thời gian chung sống, Ninh Ninh cảm thấy giữa hai người thật sự rất hợp nhau. Anh chưa từng lạnh nhạt hay làm khó cô chuyện gì cả. Ngược lại, anh còn đối xử với cô cực kỳ tốt. Con gái mà, dễ rung động lắm, và cô cũng không ngoại lệ. Hàn Vũ chỉnh tề một thân âu phục từ trên tầng đi xuống, liền bắt gặp cô đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh nhíu mày đi về phía phòng bếp, nhìn những món ăn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn. Sao không ngủ thêm lát nữa? Muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh. Ồ, vậy sao? Nhưng... Không sao, tại hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường nên em có hơi hồi hộp một chút. Đừng lo lắng, nếu có bất cứ chuyện gì cứ gọi cho anh. Em biết rồi. Mau đi tắm rửa thay đồ, không lại trễ bây giờ. Nhưng mà... Để anh. Hàn Vũ giành lấy cái giá trên tay rồi đẩy cô ra ngoài. Ninh Ninh mỉm cười với anh rồi vội vã chạy lên tầng tắm rửa. Khi cô trở xuống, mọi thứ đều đã xong xuôi. Hàn Vũ bảo cô ngồi xuống, hai người cùng nhau ăn sáng. Chiếc xe sang trọng của Hàn Vũ một lần nữa dừng lại trước cổng trường Đại học Thành Tây. Hiệu trưởng Trần và các giảng viên khác đều đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy anh bước xuống thì đã vội cúi đầu chào. Ninh Ninh nhìn thấy một màn này lại không được thoải mái. Như thế này hình như là hơi quá rồi. Hơn nữa, cô không muốn bị phân biệt đối xử. Hứa thiếu, thiếu phủ nhân, hai vị tới rồi. Hiệu trưởng Trần, tôi giao vợ tôi cho ông. Tốt nhất, đừng để xảy ra chuyện gì. Tôi hiểu mà. Hứa thiếu yên tâm. Hàn Vũ cười, mà như không cười, rồi quay sang, đưa tay lên xoa đầu Ninh Ninh. Ánh mắt và biểu cảm của anh lại dịu dàng đến mức không ai có thể ngờ tới. Tan trường thì gọi anh đón em. Dạ, tạm biệt. Chiếc xe của vị tổng tài tại thượng đó rời đi. Hiệu trưởng Trần thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu ngày nào cũng phải gặp mặt anh thì cái mạng già của ông chắc sẽ sớm quỳ tiền mất. Quá đáng sợ rồi. Hiệu trưởng Trần, lớp của em đâu ạ? À, thiếu phủ nhân. Em là Liễu Ninh Ninh, thầy cứ gọi là Ninh Ninh là được rồi. À, Ninh Ninh. Thầy Dịch đây sẽ phụ trách lớp của em. Em cứ đi theo thầy ấy là được. Dạ. Hiệu trưởng Trần và các giảng viên khác rời đi. Sân trường vắng lặng, chỉ còn lại Ninh Ninh và Dịch Ân. Anh khẽ cười nhìn cô. Trong ánh mắt là vô số những cảm xúc không thể nói thành lời. Cuối cùng vẫn là im lặng. Anh xoay lưng bước đi, chỉ để lại cho cô một câu. Đi thôi, sắp bắt đầu giờ học rồi. Dạ. Ninh Ninh cúi đầu đi theo phía sau lưng anh. Dọc được đi, anh hỏi cô. Anh ta đối xử với em tốt nhỉ? Vâng, anh ấy rất tốt. Em có hạnh phúc không? Dịch Ân. Em hạnh phúc là anh an lòng rồi. Cả hai lại rơi vào im lặng. Ninh Ninh cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình nào đó mà cô không thể giải thích nổi. Phải chăng là vì lời hứa với Hàn Vũ, cô đã hứa sẽ giữ khoảng cách với Dịch Ân. Hôm nay cũng là ngày mà Mộng Phi Yến trở về. Hàn Vũ đến công ty thì liền sai Lâm Tú đi đến sân bay để đón cô. Nếu đã nói là sẽ quên, vậy thì tốt nhất đừng nên có bất kỳ một mối quan hệ nào nữa. Sân bay quốc tế Hoàng Á, Lâm Tú đã có mặt để đón cô gái đó, người đã khiến cho tổng giám đốc của anh ta phải đau khổ đến thấu tận tâm can. Nếu như có thể, Lâm Tú thật sự không muốn Mộng Phi Yến trở về một chút nào. Khó khăn lắm, Hàn Vũ mới có thể tìm được một chút bình yên. Vậy mà chưa được bao lâu thì cô ta lại xuất hiện. Từ phía xa, một thân ảnh kiểu diễm đang bước ra ngoài cửa của sân bay. Cô khoác lên mình bộ váy màu hồng nhạt, mái tóc nâu, bồng bềnh xõa xuống ngang vai. Trông cô thật dịu dàng, yếu đuối,
khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn che chở. Trợ lý Lâm, đã lâu không gặp. Vâng, cô Mộng. Nụ cười trên môi cô Mộng Phi Yến trở nên cứng đờ trước thái độ xa cách của Lâm Tú. Trước đây, khi cô và Hàn Vũ còn ở bên cạnh nhau, Lâm Tú là người giúp đỡ cô nhiều nhất. Vậy mà mấy năm xa cách, anh ta đối với cô đã xa lạ đến mức này rồi sao? Cô Mộng, chúng ta đi thôi. Tổng giám đốc dặn tôi đưa cô đến khách sạn Vạn Xuyên để nghỉ ngơi. Tôi muốn gặp anh ấy. Ngại quá, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của tổng giám đốc thôi. Anh ấy bận lắm sao? Không bận, nhưng hình như chiều nay anh ấy sẽ cùng ăn trưa với thiếu phủ nhân. Ba chữ thiếu phủ nhân được nhấn mạnh vô cùng rõ ràng. Mộng Phi Yến cười cười mà không nói thêm một câu nào nữa. Xem ra anh thật sự rất coi trọng vị thiếu phủ nhân kia. Cô đang buồn gì chứ? Là cô chọn từ bỏ anh kia mà. Giờ anh tìm được hạnh phúc của mình, cô nên vui vẻ chúc mừng anh mới đúng. Tại sao lại cứ cảm thấy đau nhói trong lòng vậy? Có lẽ do cô ích kỷ đi. Cô chỉ muốn anh là của riêng mình, không muốn anh đối tốt với ai khác ngoài cô. Cảm giác thứ từng thuộc về mình giờ lại thuộc về một người khác, quả thật là có chút khó chịu. Hơn tất cả, cô vẫn muốn đặt cược một lần. Cô muốn biết giữa cô và cô gái đó liệu ai mới là người quan trọng nhất trong lòng anh. Trợ lý Lâm, anh đưa tôi đến bệnh viện được không? Tôi khó thở quá. Lập Tú quan sát sắc mặt của Mộng Phi Yến qua kính chiếu hậu, quả thật là vô cùng khó coi. Không còn cách nào khác, đành lái xe đưa cô ta đi đó và phải báo cáo với tổng giám đốc của anh thôi. Hàn Vũ đang xử lý tài liệu thì nhận được cuộc gọi của Lâm Tú. Tổng giám đốc, cô Mộng không khỏe, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện Tâm An. Ừ. Tắt máy, Hàn Vũ lấy chiếc áo vest trên tay ghế rồi ra khỏi phòng. Cuối cùng thì sau bao nhiêu đau lòng, anh vẫn không thể buông tay. Trong phòng VIP của bệnh viện Tâm An, Phi Yến nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Nghe được tiếng bước chân, cô đoán chắc Hàn Vũ đã đến rồi. Bóng người cao lớn đi đến bên giường bệnh, anh nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, vẫn là cảm giác đó, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt chỉ dành riêng cho một mình cô. Mộng Phi Yến khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt, cô liền mỉm cười với anh. Cô biết mà, cô biết ván cược này cô nhất định sẽ thắng. Không sao chứ? Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Không sao thì tốt. Hàn Vũ. Phi Yến kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay mềm mại đưa lên chạm vào má anh. Cô nhìn anh thật lâu, thật lâu, trong lòng là bao nhiêu cảm xúc khó tả. Anh ốm hơn trước rồi. Vẫn vậy thôi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh không nhớ em sao? Em biết anh vẫn còn thương em mà, có đúng không? Hàn Vũ nhìn cô, trong lòng lại bắt đầu cuộn cuộn sóng. Nếu nói không nhớ cô thì chính là nói dối. Từ ngày cô bỏ đi, chưa một giây một phút nào anh không nhớ đến cô. Chỉ là nỗi nhớ quá lớn, lớn đến nỗi trở thành một thói quen nên anh cũng không còn để tâm đến nữa. Giờ đây cô quay về, nỗi nhớ tưởng chừng như đã ngủ quên đó lại đột ngột thức dậy. Chỉ là bây giờ cô và anh đã không thể bắt đầu lại nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hàn Vũ nhìn dãy số gọi đến, trên môi lại bất giác đờ ra một nụ cười. Anh gỡ tay Phi Yến ra, bước chân vội vã đi ra ngoài rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Sao vậy? Em tan trường rồi. Ừ, anh đón em. Anh có bận gì không? Nếu anh bận thì em tự về cũng được. Không bận, hôm nay hơi mệt, nếu muốn nghỉ sớm. Anh không khỏe sao? Không phải, chỉ hơi mệt chút thôi. Được rồi, vậy em đợi anh. Tắt máy, Hàn Vũ lại mỉm cười nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Trong đó là tấm ảnh mà anh và Ninh Ninh đã chụp trong lễ cưới. Hàn Vũ, anh muốn đi sao? Mộng Phi Yến đứng sau lưng anh nên đã nghe hết tất cả. Chỉ là cô không ngờ cô gái đó lại có thể khiến anh đối xử dịu dàng đến vậy. Cả nụ cười đó nữa, cái nụ cười bình yên mà cô chưa từng được thấy khi ở cạnh anh. Hàn Vũ, em mệt, anh ở lại với em được không? Phi Yến, anh biết
em không có bị gì cả, đúng không? Anh đã nói rõ với em, anh có vợ rồi, anh không muốn để cô ấy phải tổn thương. Anh yêu cô ta? Hàn Vũ, cô ta tốt hơn em sao? Không, cô ấy không có điểm nào tốt cả, đều không bằng em. Vậy thì tại sao? Nhưng cô ấy có thể cho anh một thứ, một thứ mà em không bao giờ có thể cho anh, đó là bình yên. Nói rồi anh xoay người bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại. Mộ Phi Yến đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Người đàn ông đó anh không còn yêu cô nữa rồi. Hàn Vũ lái xe đến thì đã thấy Ninh Ninh đang đứng trước cổng đợi anh. Nhìn từ đằng xa thì mới thấy cô vô cùng nhỏ bé. Cơ mà anh lại cứ thích cô gái nhỏ bé này mới chết chứ. Đợi lâu không? Hơn 20 phút rồi. Sao không tìm cái quán cà phê nào mà ngồi đợi? Anh nói mệt mà, để em xem mệt ở đâu. Hay đến bệnh viện khám đi, lỡ đâu anh bệnh thì sao? Không sao, không bệnh, chỉ là muốn nghỉ sớm một chút, lên xe đi. Anh mở cửa xe cho cô ngồi vào rồi đi vòng qua, ngồi vào ghế lái. Ninh Ninh nhìn anh vẫn là cảm thấy không yên tâm. Cô đưa tay đặt lên trán anh, ánh mắt lại cứ nhìn anh không thôi. Không có sốt, vậy là không khỏe chỗ nào? Về nhà sẽ nói cho em biết. Hả? Thắt dây an toàn vào. Trên đường về nhà, anh hỏi cô về tình hình của ngày đầu tiên đi học. Cô vui vẻ kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe bằng ngữ điệu vô cùng hào hứng. Hàn Vũ nhào mắt nhìn cô, trên môi lại cứ mỉm cười mãi không thôi. Ở bên cạnh cô là lúc anh được cười nhiều nhất. Chiếc xe dừng lại, cả hai đi vào trong nhà. Ninh Ninh lại hỏi anh không khỏe chỗ nào, nhưng anh lại không trả lời cô. Chỉ là trong một khoảnh khắc, anh kéo cô ôm vào lòng mình, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận nhịp hô hấp của cô. Hàn Vũ, anh sao vậy? Không sao, đừng động, để anh ôm em một lát. Thật là không sao chứ? Ừ, chỉ có chút nhớ em. Gì? Anh nói điều. Không có, thật sự nhớ em. Ninh Ninh cũng không hỏi nữa, cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Trên gương mặt nhỏ nhắn kia hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Em cũng nhớ anh. Thật không? Thật mà. Chỉ là thế nào? Em đói rồi. Hàn Vũ buông cô ra, anh cương chiều cốc nhẹ lên trán cô một cái. Trong đôi mắt lạnh lẽo thường ngày kia giờ lại lấp lánh ý cười. Anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Mỗi khi ở bên cạnh cô gái nhỏ này, cả trái tim anh đều toàn là mùi kẹo ngọt. Chỉ cần là cô muốn thì dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, anh đều sẽ đáp ứng. Đi tắm trước đã, rồi anh đưa ra ngoài ăn. Không, em chỉ muốn ăn đồ anh nấu. Được, em muốn gì cũng được. Ninh Ninh kiễng chân hôn lên môi anh một cái rồi chạy đi. Hàn Vũ sững sờ mất mấy giây rồi liền vui vẻ mà mỉm cười. Cả bầu không khí trong phút chốc lại chỉ còn mùi vị của sự ngọt ngào. Trong bữa cơm giản dị, cô ngồi cạnh anh, hai người cùng nhau ăn bữa cơm do chính tay anh nấu. Ninh Ninh. Hửm. Nếu như có một ngày em phát hiện anh làm chuyện có lỗi với em thì sao? Động tác gắp thức ăn của cô ngừng lại. Ninh Ninh ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh rồi thản nhiên trả lời. Còn phải xem đó là chuyện gì. Chẳng hạn như ngoại tình. Cô nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên một chút sự phức tạp. Ngoại tình sao? Anh lại đang muốn nói đến chuyện của Phi Yến sao? Thì chúng ta sẽ ly hôn và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Nhìn vào trong đôi mắt đó, Hàn Vũ biết cô không nói đùa. Ninh Ninh. Hàn Vũ, nếu như có một ngày anh muốn ở bên cạnh người khác, xin anh cứ thẳng thắn mà nói với em có được không? Sẽ không có chuyện đó đâu. Hàn Vũ, một mình anh không thể che ô cho cả hai người cùng lúc, cả không thể xuất hiện cùng lúc ở hai nơi. Ninh Ninh, em biết anh không yêu em cũng sẽ không mong gì hơn. Chỉ hy vọng là anh sẽ không biến em thành kẻ đáng thương trong mắt của người khác. Nếu thật sự cô ấy quay về, anh muốn ở bên cạnh cô ấy, thì anh cứ nói ra, chúng ta kết thúc trong vui vẻ, xem như đó là chút tôn nghiêm cuối cùng anh cho em. Trái tim của anh bị mấy lời nói của cô làm cho đau nhói. Đặt đôi đũa xuống, anh đứng dậy đi về phía cô,
rồi kéo cô ôm vào lòng mình. Một cảm giác bất an xuất hiện khiến cô họng anh nghẹn đắng. Khó khăn lắm anh mới có thể nói được một câu. Sẽ không có chuyện đó đâu, Đình Đình, anh chỉ cần có em là đủ. Những người khác dù có tốt thế nào cũng không so được với em. Vậy nếu như em biến mất thì sao? Cùng trời cuối đất, anh đều sẽ tìm được em. Sáng hôm sau, như thường lệ, Hàn Vũ đưa Ninh Ninh đến trường rồi lái xe đến công ty. Càng ở gần nhau, tình cảm lại càng thêm gắn kết. Một người lạnh lùng, trầm tính như Hứa Hàn Vũ ở bên cạnh một Liễu Ninh Ninh hoạt bát lắm trò. Cuối cùng thì anh vẫn bị cuốn theo những trò đùa đơn giản của cô, nhưng chỉ là khi ở trước mặt cô mà thôi. Hôm nay Ninh Ninh đi học, chẳng hiểu tai bay vạ gió thế nào mà lại bị một đám nữ sinh đến gây sự. Cô ta là Dương Tiểu Ái, là quý nữ của tập đoàn Dương Thị. Đứng trước mặt Ninh Ninh, cô ta nhau mắt nhìn cô, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh. Mày là Liễu Ninh Ninh? Phải, tôi là Liễu Ninh Ninh, thì sao? Nghe nói mày là thiếu phủ nhân của thiếu gia nhỏ Hứa. Thì đã sao? Nếu đã là người có gia đình, vậy tại sao có đi quyến rũ người khác? Tôi không biết cô muốn nói gì. Mày đừng có dùng bộ dạng vô tội đó để nói chuyện với tao. Ninh Ninh nhíu mày nhìn người trước mặt. Cô thật sự không hiểu bản thân đã đắc tội với cô ta ở điểm nào. Cô và cô ta hình như là chưa từng gặp mặt. Vậy thì tại sao cô ta lại đến gây sự với cô? Tôi không biết mày đã đắc tội với cô ở chỗ nào. Mày không biết? Hà, vậy để tao nói cho mày biết. Tốt nhất hãy tránh xa Dịch Ẩn Già. Anh ấy là một người tốt. Người như mày không xứng đáng với anh ấy. Hãy yên phận mà làm tốt vị trí thiếu phu nhân của mày đi. Cuối cùng Ninh Ninh cũng đã hiểu ra được vấn đề. Dương Tiểu Ái thích Dịch Ân, lại nhìn thấy Dịch Ân quan tâm đến cô nên mới ghen ghét đây mà. Cô cũng không ngại giải thích rõ mọi chuyện với cô ta. Dù sao thì thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Dương Tiểu Ái, giữa tôi và Dịch Ân không giống như cô nghĩ. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Hà, mày tưởng tao là con nít lên ba sao? Nói rồi cô ta tát cô một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống. Ninh Ninh ôm mặt đau đớn, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Vừa hay lúc đó Dương Tiểu Ái nhìn thấy Dịch Ân đang từ đằng xa đi tới nên liền vội vàng bỏ đi. Ninh Ninh cố gắng đứng dậy nhưng lại cảm nhận được cơn đau từ cổ chân chuyển tới. Hình như lúc ngã xuống chiếc giày cao gót bị lệch nên cô chật chấn mất rồi. Dịch Ân đi đến trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy lo lắng. Ninh Ninh, em sao vậy? Hình như em bị chật chân rồi. Để anh xem. Bàn tay anh vừa chạm vào cổ chân cô thì Ninh Ninh đã kêu lên một tiếng. Anh ngơ mắt lên nhìn, chỉ thấy gương mặt cô nhăn lại. Xem ra chắc là bong gân rồi. Chắc bong gân rồi, anh đưa em tới bệnh viện. Nhưng anh còn có tiết dạy. Không sao, anh nhờ thầy Lâm dạy thay một buổi cũng không sao. Nhưng mà... Ninh Ninh, anh biết em muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng bây giờ không phải lúc. Cô khó xử nhìn anh. Quả thật cô đang rất đau. Nếu không đến bệnh viện thì sợ là sẽ đau chết mất. Vậy là phiền anh rồi. Anh đỡ em. Bước được hai bước, Ninh Ninh lại nhăn mặt vì đau. Cuối cùng thì vẫn phải để Dịch Ân bế cô đi ra ngoài trước sự tức giận của Dương Tiểu Ái. Liễu Ninh Ninh, mày giỏi lắm. Tại bệnh viện Tâm An, Hàn Vũ nhận được điện thoại của Phi Yến. Cô bảo bác sĩ yêu cầu phải đi kiểm tra tổng quát. Không còn cách nào khác, anh lại phải đến gặp cô thêm lần nữa. Trên dãy hành lang của bệnh viện, hai người sánh bước bên nhau trước sự ngưỡng mộ của những người có mặt ở đó. Thật đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh rất đẹp đôi. Nghe được mấy lời khen đó, hai má của Phi Yến lại đỏ lên. Cô cúi đầu khẽ cười, giọng nói lại trở nên ngượng ngùng. Hàn Vũ, bọn họ nói chúng ta rất xứng đôi. Là bọn họ nói bừa thôi, em đừng để tâm. Anh không thích sao? Thích, nhưng chỉ thích khi đi cùng cô ấy thôi. Phi Yến cúi đầu, đôi môi không còn cười nữa, chỉ còn cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Và nằm xa cách, anh đã thay đổi thật rồi. Thời gian đúng là tàn nhẫn quá.
qua kia ngồi chờ một lát, sẽ nhanh tới lượt em thôi. Vâng. Hai người ngồi xuống ở sảnh chờ trước cửa phòng siêu âm, nhân thời gian rảnh rỗi, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Ninh. Mấy giờ em về? Trong phòng sơ cứu, Ninh Ninh thở dài, nhìn cổ chân bị bó một cục y như giỏ heo. Khi trở về, cô biết phải làm sao để ăn nói với Hàn Vũ đây. Liệu có khi nào anh vì chuyện này mà không cho cô đi học nữa không? Vừa hay lúc đó, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn. Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, trong lòng cô lên trở nên vô cùng ngọt ngào. Những ngón tay gầy gầy lướt nhẹ trên bàn phím, gõ chữ trả lời anh. Hôm nay chắc sẽ về trễ rồi. Kèm theo đó là một hình icon mặt mếu. Hàn Vũ nhìn tin nhắn gửi tới thì lại bật cười. Ừ, học hành cho tốt vào, có chuyện gì thì nhớ báo anh. Tôi lệnh ông xã, mà anh đang làm gì vậy? Anh đang ở công ty, đừng nói nữa, tập trung học đi. Vâng. Dịch Ân đứng bên cạnh, thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong mắt. Xem ra, ở bên cạnh người đó, cô thật sự rất hạnh phúc. Như vậy cũng tốt, có anh ta làm chỗ dựa thì sẽ không có ai có thể tổn thương cô được nữa. Chỉ mong sao cô gái nhỏ này được bình an và hạnh phúc. Như vậy thôi với anh là đã quá đủ rồi. Đây là đơn thuốc, hai người ra kia mua thuốc và thanh toán tiền khám bệnh. Cảm ơn bác sĩ. Khi nào không còn cảm giác đau nữa thì có thể tự tháo băng. Thời gian này nên cẩn thận một chút. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Dịch Ân nhận lấy đơn thuốc trong tay vị bác sĩ rồi cúi đầu chào ông. Anh cẩn thận dìu cô đi ra ngoài. Có đau không? Bớt rồi. Bước chân khập khiễng đi ra ngoài, đôi mắt lơ đãng của cô lại vô tình lướt qua phòng siêu âm. Thời gian như ngừng lại, Ninh Ninh chăm chú nhìn vào hai người đang ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng mà cảm thấy tim mình đau nhói. Mọi thứ xung quanh dường như rơi vào tĩnh lặng, trong mắt cô chỉ còn lại gương mặt của anh. Ninh Ninh, Ninh Ninh. Tiếng gọi của Dịch Ân kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ. Cô trợn mắt nhìn anh, lại không biết phải nói gì. Em không sao chứ? Không sao. Em ngồi ở đây đi, anh đi thanh toán. Dạ. Dịch Ân rời đi, Ninh Ninh run rẩy lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhấn gọi cho Hàn Vũ. Tiếng tu tút kết nối cuộc gọi chẳng khác nào tiếng đếm nhịp tim của cô. Hàn Vũ nhìn cái tên hiện thị trên màn hình, không chút chần chừ mà bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của cô. Ninh Ninh, có chuyện gì vậy? Không có gì. Chồng à, anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Ninh Ninh cúi mặt, hai giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cô cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc, ngón tay run run nhấn nút tắt cuộc gọi. Hàn Vũ nhíu mày khó chịu, tại sao cô lại tắt máy rồi? Chẳng lẽ cô xảy ra chuyện gì hay sao? Vội vàng nhấn nút gọi lại, nhưng cô không bắt máy. Phải đến lần thứ ba thì mới nghe được giọng nói của cô. Ninh Ninh, em sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì mà. Chồng à, anh có rảnh không? Chúng ta cô video nhé. Anh đang có chút việc, không tiện lắm. Hàn Vũ, tại sao? Tại sao anh lại nói dối em? Hô hấp của anh chậm mất một nhịp. Vừa hay lúc đó, giọng nói trong trèo của cô y tá vang lên trong loa thông báo của bệnh viện. Bệnh nhân số 1358, Liễu Ninh Ninh. Tay anh ủ đi, trái tim anh cũng như ngừng đập, hướng tầm mắt nhìn ra lối đi. Dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt quen thuộc của cô xuất hiện trong tầm mắt anh. Chẳng hiểu sao, cơ thể anh lại đột nhiên run lên, trong lòng cũng cảm thấy lo sợ. Anh như thế này thì có được tính là bị bắt gian tại trận không nhỉ? Nhưng mà anh chỉ đưa cô ấy đi khám bệnh thôi, chứ nào có làm gì khác. Bước chân anh tiến về phía cô, nhưng cánh tay lại bị Phi Yến giữ lại. Anh cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt của mộng Phi Yến đã rơm rớm nước mắt. Hàn Vũ, đừng đi. Xin lỗi, Phi Yến, anh sẽ gọi người đến chăm sóc cho em. Em chỉ muốn anh thôi. Hàn Vũ, anh đừng đi có được không? Cô ấy mới là vợ anh. Bàn tay to lớn của anh vụt khỏi tay cô. Mộng Phi Yến thất thần nhìn theo bóng lưng anh đang đi xa mà trong lòng lại thấy nghẹn đắng. Người đàn ông này đã từng vì cô
mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người anh gọi là vợ mà lại đành lòng vứt bỏ cô. Cảm giác bị vứt bỏ quả thật rất đau lòng. Ninh Ninh ngồi đó, đôi mắt u sầu nhìn về phía anh. Cô phải làm sao đây? Tự mình vạch trần lời nói dối của anh, nhưng người đau lòng lại chính là bản thân mình. Nếu biết đau lòng như thế thì cô sẽ tự dối lòng mình rằng người đó không phải là anh. Bóng người cao lớn đi đến trước mặt cô, Hứa Hàn Vũ quỳ một chân xuống sàn, ánh mắt đau lòng nhìn những giọt nước mắt co đọng lại trên mí mắt của Ninh Ninh. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô, tay còn lại đưa lên lau nước mắt cho cô. Đối diện với cô gái nhỏ này, trái tim anh không biết tại sao lại trở nên vô cùng yếu đuối. Siết chặt lấy tay cô, anh nhẹ nhàng dỗ dành. Em không phải như em nghĩ. Anh biết em đang nghĩ gì sao? Ninh Ninh, em chỉ muốn biết tại sao ai lại nói dối em. Ai không muốn em hiểu lầm rồi suy nghĩ linh tinh, cả không muốn em đau lòng. Nếu biết em sẽ suy nghĩ linh tinh, nếu sợ em đau lòng, vậy thì tại sao vẫn làm? Câu hỏi của cô khiến tim anh đau buốt. Nếu đã biết cô sẽ đau lòng, vậy tại sao anh vẫn làm như vậy? Anh cũng không biết. Vợ à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không sai, là em sai. Là em tự ảo tưởng rằng có thể thay vị trí của cô ấy trong lòng anh, nhưng mà em sai rồi. Hàn Vũ nhìn cô như vậy thì anh chỉ trách bản thân mình nhiều hơn và đau lòng vì cô nhiều hơn. Anh đã hứa sẽ không để cô đau lòng, vậy mà bây giờ anh lại khiến cho cô phải rơi nước mắt. Dịch Ân đi lấy thuốc xong thì liền bắt gặp cảnh tượng này. Nhìn thấy trong ánh mắt cô lấp lánh nước, anh không nhịn được mà lại thấy đau lòng. Nhưng đau lòng thì có ích gì chứ? Cô đã là vợ của người khác, mà chuyện của vợ chồng nhà người ta thì anh lấy tư cách gì để chen vào? Ninh Ninh, thuốc của em. Cảm ơn anh. Nếu chồng em đã ở đây thì anh yên tâm rồi. Thầy Dịch, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi đến bệnh viện. Anh có thể về được rồi. Ừ, Ninh Ninh, anh về đây. Cảm ơn anh. Dịch Ân nhìn cô một lúc rồi rời đi. Chuyện trong nhà của cô vẫn là nên để cô tự giải quyết, còn anh chỉ có thể đứng bên ngoài để dõi theo cô mà thôi. Hy vọng Hứa Hàn Vũ sẽ không để cô phải đau lòng. Chân của em bong gần thôi, không sao. Là ai làm? Tự ngã. Hàn Vũ, cô ấy đang chờ anh. Anh theo lời cô mà quay đầu nhìn về phía sau. Mộng Phi Yến ngồi đó, đôi mắt xinh đẹp vẫn đang nhìn về phía anh đầy mong đợi. Anh thở dài rồi quay lại đối diện với cô, bàn tay anh nắm lấy tay cô rồi khẽ mỉm cười. Đợi anh một lát. Anh đi về phía phòng trực của các bác sĩ, một lúc sau thì đi trở ra. Ninh Ninh khó hiểu nhìn anh, cô lại không thể ngăn nổi tính tò mò mà hỏi. Anh không đến chỗ cô ấy sao? Anh đi rồi thì em sẽ làm sao? Em thì có thể làm gì chứ? Dù sao thì cô ấy cũng vẫn quan trọng hơn em. Người nào đó nhìn cô thật âu yếm, môi mỏng khẽ cười. Anh búng vào trán cô một cái thật mạnh. Suy nghĩ linh tinh. Sự thật là vậy mà. Anh không cần phải an ủi em, cũng không cần phải thương hại em. Ai nói anh thương hại em? Lại còn phải hỏi sao? Suốt ngày chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn. Vợ anh thì anh thương, còn những người khác đều không quan trọng. Đừng có nói điều. Không điều, anh đưa vợ về nhà. Còn cô ấy? Sẽ có y tá của bệnh viện chăm sóc. Chúng ta về thôi. Anh cẩn thận đỡ cô đứng lên, rồi nhìn thấy vẻ mặt u ám của cô mà lại thấy đau lòng. Phải chỉ anh có thể chịu đau thay cô thì tốt biết mấy. Dù bản thân anh phải chịu đau cũng không sao, nhưng nhìn thấy cô đau anh lại thấy không nữa. Hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng cô lên, anh ôm cô vào lòng mình rồi xài những bước chân thật dài và vững vàng đi về phía trước. Mộng Phi Yến nhìn theo bóng lưng anh mà nước mắt lại không ngừng rơi ra. Cô thua rồi, cô mất anh rồi. Hứa Hàn Vũ lái xe đưa Ninh Ninh về nhà. Trên đường đi, anh cứ nắm chặt lấy tay cô không buông. Ninh Ninh thấy lạ nên lại hỏi anh. Sao vậy? Không có gì.
Vậy buông tay em ra. Đình Ninh, chuyện đó em đừng hiểu lầm có được không? Quả thật thế anh chỉ đưa cô ấy đi khám bệnh mà thôi. Vâng, em hiểu mà. Đình Ninh, em có tin anh không? Tất nhiên là em tin. Thật không? Thật. Chỉ cần là lời anh nói thì cô đều sẽ tin, cho dù đó chỉ là một lời biện bạch để che giấu những chuyện khác thì cô vẫn sẽ tin. Thà tin vào một lời nói dối đẹp còn hơn là nhìn vào sự thật khiến bản thân mình đau lòng. Cô chọn cho mình một cuộc sống mơ hồ, không rõ ràng, chỉ cần có anh thôi là đủ. Vợ à, anh thương em. Thật thương em sao? Vợ anh thì anh thương. Cô bị câu nói của anh trong cho phì cười, cái sự buồn bã khi nãy cũng biến đổi mất. Chỉ cần là lời anh nói, dù thật lòng hay giả dối, thì cô cũng sẽ thấy vui. Kết thúc buổi học ở trường vào lúc 4 giờ chiều, Đình Ninh đi ra cổng thì gặp Lâm Tú. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười tươi tắn, chói lóa, vừa cúi đầu vừa gọi cô ba tiếng. Thiếu phu nhân. Lâm Tú, đừng gọi thiếu phu nhân nữa, tôi nghe không quen. Vậy thì gọi là mẫu chủ. Được rồi, anh gọi sao cũng được, Hàn Vũ đâu? Tổng giám đốc đang ở trong công ty đợi phu nhân. Vậy đi thôi. Lâm Tú lái xe đưa Ninh Ninh tới tập đoàn Hứa Thị. Anh đưa cô lên bằng lối đi riêng chỉ dành cho tổng giám đốc. Thang máy lên đến tầng cao nhất, Lâm Tú mỉm cười với cô. Kia là phòng làm việc của tổng giám đốc. Phu nhân, cô có thể tự mình đi vào. Cảm ơn anh. Ninh Ninh nhẹ nhàng đi từng bước thật chậm về phía phòng làm việc. Cánh cửa khép hờ không đóng, bên trong truyền xa tiếng nói chuyện của ai đó. Lẻ lút nhìn vào trong, trái tim cô lại đột nhiên mà run rẩy. Hàn Vũ, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Em nghĩ thế nào? Em không cần danh phận gì cả, em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Phi Yến, em có biết mình đang nói gì không? Em biết, em chấp nhận làm nhân tình của anh, chấp nhận làm người đứng trong bóng tối. Em sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện của chúng ta hết. Chỉ cần anh dành ra một chút thời gian để ở bên cạnh em thôi, có được không? Hàn Vũ, em không muốn phải xa anh thêm lần nào nữa. Mộng Phi Yến vừa khóc vừa ôm lấy người trước mặt. Cô ta nép đầu vào lòng anh, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra như suối. Hàn Vũ nhất thời không biết phải làm sao, anh muốn kéo cô ra nhưng lại nghe được tiếng nấc xen lẫn trong lời nói. Đừng mà, xin anh đừng đẩy em ra mà. Động tác của anh ngừng lại, anh nhắm mắt rồi thở ra một hơi. Người ta nói tình đầu khó phai, huống hồ gì Mộng Phi Yến lại là người mà anh yêu đến chết đi sống lại. Giờ nhìn thấy cô yếu đuối khóc lóc như thế này, quả thật là không đành lòng. Bàn tay to lớn của anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, giọng nói lạnh lùng kia cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đừng khóc nữa. Em xin lỗi Hàn Vũ, em hối hận rồi. Ngoan, không khóc nữa. Em có thể làm việc ở đây không? Được, anh sẽ sắp xếp. Đình Đình cắn chặt môi, dựa lưng vào tường. Cô thầm cười nhạo chính bản thân mình, là cô quá mềm lòng đi. Chỉ vài ba câu nói ngọt ngào của anh đã làm cô tin tưởng, là cô quá ngu ngốc tự mình ảo tưởng ra một hạnh phúc chưa từng tồn tại. Giây phút nhìn thấy anh vỗ về cô ấy, Ninh Ninh biết trong lòng người đàn ông đó chưa từng có cô. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến trái tim cô đau nhói. Liệu có khi nào anh xem cô là người thay thế, xem cô là cái bóng của cô ấy để mới hết lòng nên mới hết lòng mà đối đãi với cô hay không? Nếu như là thật thì liễu Ninh Ninh, cô thật sự quá đáng thương rồi. Hai giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, cô đưa tay lau vội đi, cắn chặt môi dưới. Ninh Ninh lần nữa xoay người nhìn vào trong. Cảnh tượng tiếp theo khiến tâm tư của cô hoàn toàn sụp đổ. Trong phòng làm việc, hai người họ đang trao nhau nụ hôn đầy dư vị của ngọt ngào. Bật cười chua xót, cô quay lưng bỏ đi, một lần quay đầu cũng không có. Hứa Hàn Vũ, tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại nhận tâm biến em thành kẻ ngốc như vậy? Nếu không yêu em, tại sao lại gieo cho em hy vọng
để rồi bây giờ làm em rơi vào tuyệt vọng như vậy. Anh đã hứa sẽ quên cô ấy, anh đã hứa sẽ học cách để yêu em. Vậy tại sao anh lại dễ dàng quên đi như vậy? Hứa Hàn Vũ, nếu như không làm được, vậy thì đừng có hứa dễ dàng như thế. Trong phòng làm việc, Hứa Hàn Vũ không chút lưu tình mà đẩy người con gái trong mặt ra. Anh dùng lực quá mạnh khiến Phi Yến ngã xuống sàn, rồi tặng cho cô ta một ánh nhìn lạnh lẽo. Anh sao vậy? Phi Yến, em có biết mình đang làm gì không? Hàn Vũ, anh hết yêu em rồi sao? Tới lúc nào thì em mới chịu hiểu giữa anh và em đã là chuyện không thể nào nữa rồi. Tại sao vậy? Tại sao? Là vì cô ấy? Là vì Liễu Ninh Đình sao? Em ra ngoài đi. Anh nói đi, con nhỏ đó có điểm nào tốt? Nó đã cho anh uống mùa mê thuốc lú gì mà lại có thể khiến anh yêu nó đến như vậy? Mộng Phi Yến, anh tức giận quát lên, một tia sợ hãi hiện ra trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta. Lần đầu tiên anh giận dữ quát cô. Lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Lần đầu tiên anh vì một cô gái khác mà tức giận với cô. Anh vì nó mà hung dữ với em sao? Cô ấy là vợ anh. Anh không muốn em dùng những lời lẽ thô kệch đó để nói về cô ấy. Hàn Vũ, anh thay đổi rồi. Anh không thay đổi. Người thay đổi là em. Phi Yến, là em bỏ anh đi. Là em từ chối lời cầu hôn của anh. Em hối hận rồi. Hàn Vũ, rời xa anh, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào. Hàn Vũ, chúng ta có thể... Không thể. Phi Yến, anh rất yêu em, nhưng chỉ là chuyện trong quá khứ. Còn hiện tại, cô ấy mới là người mà anh muốn thương. Em không tin, em không tin. Em ra ngoài đi, anh sẽ sắp xếp để em đến làm việc ở công ty con của tập đoàn. Hàn Vũ, ra ngoài. Vừa hay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lâm Tú cầm tập tài liệu đi vào trong, đôi mắt của anh hiện lên một sự kinh hãi. Lâm Tú, tôi bảo cậu đi đón cô ấy, người đâu? Tổng giám đốc, vừa nãy tôi vừa mới đưa thiếu phu nhân đến đây. Cậu nói cái gì? Chẳng lẽ... Không đợi Lâm Tú nói hết câu, anh đã lập tức bỏ đi. Mộng Phi Yến đứng đó nhìn theo, trong ánh mắt toàn là sự đau lòng. Anh ấy đi tìm vợ rồi. Cô Mộng hy vọng cô sẽ biết chừng mực, không thể hại đến nỗi đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nếu như cho anh ta chọn thì anh vẫn sẽ chọn ủng hộ vị thiếu phu nhân của hiện tại, bởi vì cô ấy xứng đáng. Tiếng tu tút cứ kêu mãi không thôi nhưng lại không có người bắt máy. Hàn Vũ buồn bực đưa tay lên xe xay mi tâm. Các cô gái ngốc nghếch đó chắc chắn là nhìn thấy rồi, cô sẽ lại đau lòng nữa cho mạ xem. Mẹ kiếp, phiền phức. Lập Tú đang sắp xếp để chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của sếp. Giọng nói bên kia vô cùng buồn bực. Lập tức cho người đi tìm cô ấy ngay. Dạ. Tổng giám đốc của tôi ơi, ai kêu anh lại không dứt khoát chứ, giờ lại làm người ta đau lòng rồi, bản thân thì không được vui vẻ. Hay, chịu khổ cho tôi thôi. Bước đi trong vô định, Ninh Ninh cũng không biết mình phải đi về đâu. Người ta lấy chồng, chịu ấm ức thì về nhà mẹ đẻ để có bà mẹ làm chỗ dựa. Còn cô, đến cả một người để than thở cũng không có. Đứng trên một cây cầu lộng gió, tai nghe cắm chặt trong tai, điện thoại bật đi bật lại mãi một bài hát. Phải chăng đối với anh, em chỉ là người thế tên, để anh ngồi ngoài nhớ thương hình bóng ai quá đậm sâu. Đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, vậy mà tại sao để lúc phải đối diện lại vẫn cứ đau lòng? Có những chuyện không thể trốn tránh, càng không thể vỡ như không biết rồi cho qua, tiếp tục lừa mình dối người, kết quả vẫn là bản thân chịu thiệt. Thôi thì cứ một lần đối diện, một lần nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Nếu đã không thể là tất cả của nhau, vậy thì tốt nhất đừng nên là gì cả. Giang tay ôm lấy ánh hoàng hôn, đôi mắt khép lại để nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không có chỗ dựa, lại không có người bao bọc che chở, vậy nên càng không thể yếu đuối. Người ta khóc thì có người dỗ, còn cô thì lại chỉ có thể tự mình lau. Hoàng hôn thật đẹp,
nhưng cũng thật buồn, vài tia nắng muộn vẫn lưu luyến nhân san không chịu tắt, cũng giống như tình yêu mà cô dành cho anh vậy, ngày qua ngày lại một nhiều hơn, càng muốn buông thì lại càng lưu luyến, để rồi tắt dần bởi những tổn thương theo thời gian. Cuối cùng thì nơi duy nhất mà cô có thể về cũng chỉ có nhà của anh, ngoài nơi đó ra làm gì còn có chỗ nào khác. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, cứ tưởng bản thân đã tìm được bền đỗ, nhưng hóa ra lại chỉ là tạm bợ. Hứa Hàn Vũ đang lái xe thì nhận được điện thoại của cậu trợ lý. Nghe xong đáp án mình muốn biết, anh liền lái xe một mạch trở về nhà. Căn nhà rộng lớn được thắp sáng đều vẫn giống như những ngày thường, chỉ khác ở chỗ hôm nay cô không đón anh. Bước chân vào tới trước cửa đã nghe thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Anh cởi giày ra rồi đi xếp vào nhà, bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước phòng bếp. Ninh Ninh đang loay hoay nấu ăn, biết rõ anh đang nhìn mình nhưng lại cứ giả vờ như không biết. Trái tim cô lại đau lên từng hồi. Nếu quay đầu lại, cô phải đối diện với anh thế nào đây? Một người đứng nhìn một người, một người lại không muốn đối diện với người kia. Đã có lúc cô cảm thấy giữa hai người thật sự rất gần gũi, nhưng sao lúc này khoảng cách lại xa đến vậy? Bước chân anh đi đến sau lưng cô, vòng tay anh đưa ra lại chỉ có thể ôm lấy một khoảng trống. Ninh Ninh né khỏi vòng tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn về một hướng khác. Cô không muốn, không muốn anh dùng vòng tay đã từng ôm ấp người phụ nữ khác để chạm vào mình. Cô không thích. Ninh Ninh, em đang nấu ăn, người toàn mùi thuốc ăn thôi, dở lắm. Em giận anh sao? Giận anh? Cô có tư cách để giận anh sao? Đương nhiên là không có. Em nghe anh giải thích. Em không muốn nghe, em đói rồi. Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đi. Anh cứ nhịn cô mãi không thôi. Dáng vẻ cam chịu này của cô thật sự là khiến anh đau lòng đến mức thở không nổi. Anh chẳng thà cô cứ giống như những người phụ nữ khác, bắt gặp chồng mình đang ôm ấp người phụ nữ khác thì sẽ nổi điên lên rồi làm loạn. Thà rằng cô cứ đánh đá một chút, cứ ghen tuông một chút, cứ thích gây sự một chút thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thà rằng cô cứ chất vấn anh, cứ giận dỗi anh, cứ cãi nhau với anh một trận lòng trời lở đất thì anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này cô lại bỏ đi, lại im lặng, lại cam chịu tự mình lau nước mắt. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ninh Ninh, xin lỗi. Vì chuyện gì? Vì đã không giữ được lời hứa với em. Lời hứa, suy cho cùng, cũng chỉ để nghe thôi. Ninh Ninh, anh hỏi em một câu, được không? Cô không trả lời, cũng không nhìn anh. Đôi mắt đượm buồn, nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, rồi lặng lẽ gật đầu. Hứa Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh. Từ lúc chúng ta kết hôn cho đến nay, em có từng yêu anh không? Không có câu trả lời, chỉ có một sự im lặng, vài hàng nước mắt rơi xuống. Câu hỏi của anh chẳng khác nào một mũi tên xuyên qua tim cô. Sao không trả lời? Hải vốn dĩ là không hề yêu anh. Vậy còn anh? Anh có từng yêu em không? Hay chỉ xem em là cái bóng của cô ấy? Cuối cùng thì cô cũng đã ngước lên nhìn anh. Cuối cùng thì bao nhiêu lời giữ trong lòng cũng không thể giấu được nữa. Nếu như anh muốn biết thì cô cũng vậy. Cô cũng muốn biết thời gian qua cô là gì trong lòng anh. Anh nói đi. Em chưa từng tin anh, đúng không? Lần trước ở bệnh viện, lần này là trong phòng làm việc. Anh nói em phải làm sao để tin anh đây? Nếu em đã đến đó, tại sao lại không vào? Em không biết ghen sao? Ghen? Em lấy tư cách gì để ghen? Câu nói thốt ra khiến trái tim cô chết lặng. Cô lấy tư cách gì để ghen? Là tư cách người vợ trên danh nghĩa của anh sao? Hay anh cảm thấy bao nhiêu đó vẫn không đủ khiến cô đau lòng? Hứa Hàn Vũ nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lại đẫm nước. Anh xót biết mấy, đau lòng biết mấy. Nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi áo của anh reo lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình,
Anh nhíu mày khó chịu, còn cô lại bật cười tự giễu. Cô ấy lại tìm anh rồi, anh đi đi, nếu không cô ấy sẽ đau lòng lắm. Liễu Đình Đình, anh tức giận quát, điện thoại của anh bị đập nát không thường tiếc. Cô nhìn anh, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy ra không ngừng. Quả nhiên, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô ta thì anh sẽ lập tức giận dữ. Đưa tay lên, lau nước mắt, cô lại cười trong sự xót xa. Em nói đúng quá, nên anh tức giận sao? Đúng vậy, nếu anh không đi thì cô ấy sẽ đau lòng, anh lại không muốn thấy cô ấy đau lòng. Vậy còn em thì sao? Anh có từng sợ bản thân anh làm em đau lòng hay không hả? Cô hét lên, vung tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn, tiếng bát đĩa rơi xuống loằng xoàng trên sàn, rồi tất cả chỉ còn lại một đống vụn vỡ. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt đau lòng và căm phẫn nhìn anh. Anh sợ cô ta đau lòng, vậy anh có từng nghĩ cô cũng biết đau lòng hay không? Hai người đứng đối diện nhau, trong lòng mỗi người đều mang theo một cảm xúc mà không muốn cho đối phương biết. Hàn Vũ nhìn cô, lại nhìn đống hỗn độn dưới sàn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi im lặng mà nhắm mắt. Là anh không giữ được lời hứa với cô, là anh làm cô đau lòng, là anh để cô chịu ấm ức, là anh sai. Bước chân vững vàng đạp lên những mảnh vỡ, đi tới trước mặt cô. Anh đưa tay muốn ôm cô thì lại bị cô lùi về sau né tránh. Câu nói tiếp theo của người phụ nữ trước mặt lại khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Chẳng phải anh không muốn cô ta đau lòng sao? Vậy thì mau đi đi, đi tìm cô ta đi, đi cho khuất mắt tôi. Được, là em đuổi anh, vậy thì anh đi. Đình Đình lặng người nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài. Cuối cùng thì cô vẫn không thể sánh bằng người con gái đó. Cuối cùng thì anh vẫn chọn cô ta. Phòng bếp vắng lặng, chỉ còn lại một mình cô. Lúc này đây, cô đã có thể yếu đuối mà ngồi khóc cho thỏa lòng. Đã nói là không được yếu đuối, nhưng tại sao trái tim lại vẫn cứ đau như thế này? Cô bất lực ngồi bò gối xuống sàn, rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối mà khóc nức lên. Tại sao người khác đều được yêu thương, còn cô lại không được? Tại sao người ta được bảo bọc, che chở, còn cô thì lại không? Tại sao vậy? Người đàn ông đứng trước cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng và cũng có chút xót xa. Bước chân chậm rãi đi tới trước mặt cô, rồi ngồi xổm xuống. Đình Đình nghe được tiếng bước chân thì ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh vẫn không ngừng ứa nước mắt. Không phải đi rồi sao? Còn quay lại làm gì? Đây là nhà anh, tại sao anh phải đi? Đây là nhà anh, có đi thì cũng là cô phải đi mới đúng. Nhưng mà cô đau lòng quá, chẳng thể đứng lên được nữa rồi. Anh không đi, nhưng sẽ đón cô ấy tới đây. Anh dám? Hả? Tất nhiên là anh không dám. Đủ điên. Liễu Đình Đình, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có yêu anh không? Không có. Anh không yêu em, tại sao em phải yêu anh? Hừ, đúng là cứng miệng. Mà kệ tôi. Vậy em có biết yêu và thương khác nhau ở chỗ nào không? Không biết. Yêu là muốn chiếm hữu, còn thương là muốn bảo vệ. Thì sao? Nói mấy câu đó có ý nghĩa gì chứ? Trước đây anh từng yêu Phi Yến rất nhiều, nhưng khi gặp em, anh lại chưa từng nói yêu em. Anh chỉ muốn thương một mình em mà thôi. Anh nói dối. Đình Đình, anh không nói dối. Lúc đó là cô ấy chủ động hôn anh, bất ngờ quá nên anh không tránh kịp. Sau đó anh liền đẩy cô ấy ra. Chẳng phải anh đã đồng ý để cô ta đến công ty làm việc rồi hay sao? Đúng, anh để cô ấy đến công ty làm việc, nhưng là công ty con của Hứa Thị. Anh nói mấy chuyện này làm gì? Anh không muốn em hiểu lầm, càng không muốn em vì mấy chuyện đó mà suy nghĩ lung tung. Đình Đình, anh đã từng nói em là vợ anh, cũng từng nói là anh thương em. Em tin tưởng anh một chút có được không? Có điên mới tin anh. Được rồi, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh làm vợ anh đau lòng rồi. Cút ra. Thôi, cho anh ôm vợ một cái đi. Anh cút ra, đừng có động vào em. Miệng cô phản kháng, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật. Hàn Vũ giang tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô
vào lòng mình. Có người bên cạnh, cô lại muốn khóc lên thật to để được anh dỗ dành, dù chỉ là một lần thôi cũng được. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tức giận với cô đều trút hết ra. Ngồi trong vòng tay vững chắc của anh, cô cứ thế mà nức nở mãi không thôi. Xin lỗi, anh sai rồi. Nếu như không làm được thì đừng có hứa một cách dễ dàng như vậy. Anh xin lỗi, em muốn đánh, muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng đừng khóc nữa, được không? Anh xót. Anh xoa đầu cô, động tác lại ôn nhu đến vô cùng. Nếu không làm cho cô tức giận thì còn lâu cô mới nói hết những gì mà cô giấu trong lòng. Suy cho cùng thì đã là vợ chồng, ít nhiều gì cũng nên có vài lần cãi vã. Cãi nhau để hiểu nhau, chứ không phải để mất nhau. Sau này, bất kể là chuyện gì cũng phải nói với anh, không được giấu trong lòng, rồi lại tự suy nghĩ lung tung, có biết không? Biết rồi. Ngoan, không khóc nữa, đi tắm rồi thay đồ, chúng ta đi qua bà nội. Qua đó làm gì? Tạ lỗi. Người mà hứa ra hỏi cưới là Liễu Hình Hình, còn cô lại chỉ là người gạ thay. Đúng là nên đi tạ lỗi, nhưng liệu bà ấy sẽ chấp nhận chuyện này sao? Đừng lo lắng, bà nội rất hiền. Nhưng em sợ gì chứ? Chẳng phải còn có anh sao? Tại nhà tù Hứa Gia, Hứa lão phủ nhân đang ngồi nghe kinh Phật thì dì Năm đi vào, ghé vào tai bà nói chuyện gì đó. Bà ấy nghe xong thì liền hài lòng gật đầu rồi mỉm cười vui vẻ. Chưa cửa lớn, một nam một nữ bước vào, cô gái khép nép sợ sệt đi theo phía sau. Người đàn ông đi phía trước vẫn kiên định nắm chặt tay cô đi vào. Đến trước mặt bà, hai người cùng kính cúi đầu. Bà nội, tiểu tử nhà con vẫn còn nhớ đến bà già này sao? Đặt tách trà xuống bàn, Hứa lão phủ nhân ngước mắt lên nhìn đôi vợ chồng trẻ, ánh mắt giả đua nhìn thấu sự đời cứ dán chặt lên gương mặt cô gái nhỏ. Hình Hình đúng không? Qua đây. Cô lo lắng nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu trấn an cô, chậm rãi đi về phía trước. Ninh Ninh cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy không thôi. Bà nội. Ngoan, con là Liễu Hình Hình nhỉ? Con không phải là Hình Hình, con là Liễu Ninh Ninh, em gái cùng cha khác mẹ của chị ấy. Cái gì? Các người lại dám trộm lòng cháu vợ, lừa dối người nhà Hứa giả ta, thật quá đáng. Bà tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Ninh Ninh bị dọa cho hãy mà lập tức quỳ xuống trước mặt bà. Gương mặt cô nhợt nhạt đến mức đáng thương, hai mắt lại cứ đỏ hết cả lên. Còn xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Liễu gia các người là cái thá gì mà lại dám qua mặt Hứa gia ta hả? Ninh Ninh bị thái độ của bà làm cho sợ hãi đến mức bật khóc. Hứa lão phủ nhân lại bị dáng vẻ này của cô làm cho giật mình. Chỉ mới nói vậy thôi mà đã khóc rồi. Bà thật sự muốn biết cô làm cách nào lại có thể ở bên cạnh một người lạnh lùng như Hứa Hàn Vũ vậy. Bà nội, bà nặng lời quá rồi. Hàn Vũ đau lòng đỡ cô đứng dậy, anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng run rẩy trong tay anh. Anh càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Bà nội của anh dù đã lớn tuổi nhưng lại rất thích trêu chọc người khác, anh cũng hết cách rồi. Nặng lời, tên tiểu tử thối có vợ rồi thì liền không cần bà nữa. Bà nội, bà không thấy cô ấy khóc rồi sao? Hứa lão phủ nhân nhìn đôi mắt đỏ hoe của Ninh Ninh mà trong lòng cũng trở nên mềm nhũn. Cô bé này quả thật là quá yếu đuối. Ninh Ninh, qua đây. Mặc dù rất sợ bà nhưng Ninh Ninh vẫn quyết định đi về phía trước. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô, bà không nhịn được mà nở nụ cười hiền từ. Bàn tay đã chồng chịt nếp nhăn đưa ra nắm lấy bàn tay mịn màng của cô gái trẻ. Ngồi xuống đây. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hai bàn tay cứ đan chặt vào nhau. Bà nhìn về phía anh dù lại bật cười một cách vui vẻ. Xem ra thì đã có người chỉ được đứa cháu trai cố chấp của bà rồi. Bà nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng mà nói. Còn bé ngốc, ta đã đi hết một đời người, lẽ nào lại không nhìn ra được hay sao? Bà nội, ngày tới đón dâu thì ta đã biết con không phải là Liễu Hình Hình. Sao bà lại biết? Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người.
ánh mắt của con quá đỗi dịu dàng, còn đôi mắt của Liễu Hình Hình lại quá xảo trá. Hóa ra mọi người đều biết rõ, chỉ là họ không muốn nói mà thôi. Ninh Ninh tu trăm năm mới được chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn chung gối. Bà nội hy vọng hai đứa sẽ quý trọng mối duyên phận này. Bà nội, đứa trẻ ngoan không khóc. Bà nội biết con đã chịu nhiều thiệt thòi, từ nay về sau bà nội sẽ là chỗ dựa cho con, Hứa Gia sẽ chống lưng cho con, tuyệt đối không để con chịu ấm ức nữa. Ninh Ninh gật đầu, nước mắt lại cứ chảy ra. Bà ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về cô như đang dỗ dành một đứa bé. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Ninh cảm nhận được thứ gọi là tình thân. Hàn Vũ đứng đó cũng mỉm cười nhìn cô. Anh sẽ che chở, bảo bọc cho cô, sẽ chăm sóc cho cô, sẽ thương cô đến hết một đời này. Tất cả những thiệt thòi mà cô phải chịu trong quá khứ, từng chút một, anh sẽ dành cả đời để bù đắp cho cô. Bữa cơm tối đã được chuẩn bị xong, bà bảo hai người vào trong cùng ăn cơm. Mâm cơm thịnh soạn được bày ra trên bàn, món nào món ấy đều được bày trí vô cùng bắt mắt, lại thêm cả mùi vị tỏa ra, thật sự kích thích vị giác của người nhìn. Nào, ngồi xuống, ăn cơm thôi. Vừa hay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Dì Năm đi ra mở cổng, người xuất hiện trước mặt, khiến dì có chút không biết làm sao. Nhưng đến nhà là khách, dù muốn rủ không, dì vẫn lịch sự mời người ta vào nhà. Ninh Ninh, ăn nhiều một chút, con ốm quá rồi. Nội cũng ăn đi, đừng có mãi gấp cho con nữa. Ngoài lắm, cháu dâu. Hai người xem con là không khí, có đúng không? Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ thì bị phá vỡ bởi giọng nói của một người. Động tác trên tay Ninh Ninh dừng lại, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống. Bà nội, con tới thăm bà đây. Hàn Vũ bực dọc buông đũa, bàn tay đưa xuống dưới nắm lấy tay cô. Ninh Ninh ngước mắt lên thì nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Hứa Lão phu nhân nhíu mày, biểu cảm có chút không hài lòng nhưng vẫn khéo léo mà che đậy. Là Phi Yến đó sao? Đã lâu không gặp, con hình như xinh đẹp hơn rồi. Bà nội, con xin lỗi, con không biết mọi người đang dùng bữa. Không sao, đến nhà thì là khách. Nào, ngồi xuống cùng ăn cơm. Mộng Phi Yến mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh. Dì Năm lấy lên một đôi đũa và một cái bát đặt xuống trước mặt cô ta. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến dị thường, khiến cho dì Năm có chút lạnh gáy. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn đang vui vẻ, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện của một người lại có thể khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến như vậy. Hàn Vũ, em nhớ anh thích nhất là ăn món sườn xào chua cay này. Mộng Phi Yến gắp một miếng sườn xào bỏ vào bát của anh, đôi mắt nhìn về phía Ninh Ninh, mỉm cười đắc ý. Hàn Vũ nhìn miếng sườn trong bát của mình, rồi lại nhìn người trước mặt. Hành động tiếp theo của anh khiến nụ cười trên môi cô ta biến mất. Đũa mình xài dở lắm, đừng có bóc lung tung như vậy. Hơn nữa Ninh Ninh không biết ăn cay, từ lúc cưới cô ấy ai cũng không thích ăn cay nữa. Vừa nói anh vừa đẩy bát ra xa, sau đó nhờ dì Năm lấy cho mình bộ bát đũa khác. Lão phu nhân nhìn thấy anh làm như vậy thì mỉm cười gật đầu hài lòng. Còn Mộng Phi Yến lại cảm thấy vô cùng đau lòng, lúc trước anh đã có đối xử với cô như vậy. Vậy mà... Em ăn đi. Gắp một miếng thịt nướng bỏ vào bát cho Ninh Ninh, anh còn không quên tặng cho cô một ánh nhìn đầy dịu dàng. Nhìn thấy trên môi cô nở nụ cười, anh cũng cảm thấy lòng mình vui vẻ. Ninh Ninh gắp một miếng thịt để vào bát cho anh, không chút chần chừ anh liền gắp đưa lên miệng. Mộng Phi Yến chứng kiến tất cả, cô ta lại chỉ có thể nở nụ cười nhạt. Hàn Vũ, lát nữa anh đưa em về có được không? Không tiện đường. Nhưng... Phi Yến à, hay là con ngủ lại đây với bà nội một đêm đi. Con... Quyết định vậy đi, con gái còn đứa, ban đêm đi một mình không tốt. Không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu. Hứa Lão phu nhân nhìn về phía Ninh Ninh rồi mỉm cười tươi tắn. Bao nhiêu năm không gặp, học gì không học, lại học làm trà xanh, muốn phá hoại hạnh phúc của cháu nội bà ư? Mộng Phi Yến, có mơ thì cũng đừng nên nghĩ tới. Ăn xong bữa tối,
Hàn Vũ và Ninh Ninh ra về, căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại bà và Mộng Phi Yến. Phi Yến, con có thấy Hàn Vũ rất tốt với Ninh Ninh không? Con thấy anh ấy quả thật là rất tốt với Ninh Ninh. Đứa trẻ ngoan, trên đời này mọi thứ đều đã được định sẵn. Thứ gì là của con thì sẽ không ai cướp được. Nhưng nếu là của người khác thì dù có cướp, con cũng không thể cướp được. Phi Yến biết bà đang muốn nhắc khéo cô. Những lời bà nói cô đều hiểu, hiểu rất rõ. Chỉ là chuyện tình cảm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ. Huống hồ chi cô và anh từng có quãng thời gian yêu nhau sâu đậm đến như vậy. Phi Yến, bà thật sự hy vọng con sẽ không làm ra những chuyện phá hoại hạnh phúc của hai đứa nó. Nhưng con yêu anh ấy cũng yêu con. Đúng, Hàn Vũ từng yêu con, nhưng chỉ là đã từng. Còn người hiện tại mà nó thương lại chính là người mặc váy cưới cùng nó đi vào lễ đường. Vậy thì sao chứ? Con biết anh ấy chưa từng quên con. Đừng cố chấp nữa. Dù quá khứ nó có yêu con như thế nào thì cũng chỉ là quá khứ. Giờ con có làm gì thì nó cũng sẽ không quay lại với con đâu. Phi Yến, yêu là muốn chiếm hữu, là một loại ích kỷ hèn mọn. Yêu là muốn giữ người đó ở bên cạnh mà không cần biết họ có hạnh phúc hay không. Tuổi trẻ đùng đùi, nó từng yêu con, từng muốn chiếm hữu con, từng muốn khăng khăng giữ con lại bên mình. Đó là nó ích kỷ. Còn bây giờ, nó lại nói nó chỉ thương một mình vợ nó mà thôi. Phi Yến bật khóc, cô làm sao mà lại không hiểu được ý nghĩa đó chứ. Yêu là muốn người đó thuộc về mình, thương là cần người đó. Yêu là luôn ngập tràn trong cảm giác đắm say, thương lại là cảm giác bình lặng và sâu lắng. Phi Yến bật khóc, cô làm sao mà lại không hiểu được ý nghĩa đó chứ. Vậy nhưng mà cô vẫn không thể buông bỏ. Hàn Vũ và Ninh Ninh về tới nhà thì trời đã muộn. Ninh Ninh cẩn thận khóa cổng rồi theo anh đi vào trong nhà. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, dựa lưng vào tường rồi khẽ nhắm mắt. Mệt lắm hả? Một chút. Đi tắm trước rồi ngủ, sáng mai em còn phải đi học. Em biết rồi. Hai người cùng đi lên tầng. Ninh Ninh lại lười biếng mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Hàn Vũ chỉ khẽ cười rồi đi vào phòng tắm. Lát sau anh trở ra lại nhìn thấy người trên giường đã ngủ mất. Đúng là không biết nói gì hơn. Anh cẩn thận giúp cô nằm lại ngay ngắn. Bản thân lại ngồi đó nhìn cô đến ngây người. Anh đưa tay vén vài sợi tóc dính trên mặt cô. Bản thân lại không thể kiềm lòng mà cúi đầu hôn cô một cái. Trong cơn say ngủ, Ninh Ninh lại cứ thế mà mỉm cười. Ngủ mà vẫn có thể cười, ngốc thật. Bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Hàn Vũ nhíu mày khó chịu. Là ai lại không biết điều, giờ này rồi lại còn đi bấm chuông cửa nhà người ta. Bực dọc là vậy, nhưng anh vẫn xuống mở cửa. Chỉ là anh không thể ngờ tới người đang nhấn chuông lại là người anh không muốn gặp nhất. Mộng Phi Yến, một thân say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu, cô đứng dựa lưng vào cửa, trên tay là chai rượu loại mạnh đã vơi đi một nửa. Sau khi nói chuyện với Hứa lão phủ nhân, Phi Yến đã xin phép ra về. Cô biết bà giữ cô lại chỉ để nói với cô mấy lời đó mà thôi. Cô cũng hiểu bà rất thích Đình Đình và dĩ nhiên bà không hy vọng cô sẽ phá vỡ hạnh phúc của cô ấy. Cánh cửa mở ra, Hàn Vũ nhào mắt nhìn người trước mặt. Thoảng thoảng trong gió, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người cô. Em uống rượu sao? Ừ, uống một chút. Em tới đây làm gì? Đến gặp anh một lát. Cả hai người lại nhất thời rơi vào im lặng, không nói thêm câu nào. Mộng Phi Yến nhìn anh, trên môi lại nở ra một nụ cười nhợt nhạt. Đến cả việc nhìn em một cái, anh cũng không thể sao? Em say rồi, anh gọi xe đưa em về. Em không có say, em nhớ anh. Ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô. Hàn Vũ nhất thời không biết phải nói gì, chỉ im lặng mà thở dài nhìn cô. Anh gọi xe đưa em về. Anh nhẫn tâm để em về một mình sao? Anh không sợ em sẽ gặp nguy hiểm sao? Người của anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Em không muốn, em không muốn về. Ninh Ninh giật mình tỉnh dậy,
thì không thấy người bên cạnh. Cô nhắm mắt một lúc rồi mới ngồi dậy bước xuống giường. Bước chân ra khỏi phòng đi xuống tầng dưới, cả căn nhà chìm trong một mảng tối đen như mực. Cánh cửa lớn bị mở sang một bên, Ninh Ninh nhìn ra ngoài liền thấy bóng dáng anh. Bước chân chậm rãi đi về phía trước, Ninh Ninh cảm thấy hình như vẫn còn một người khác. Bước chân cô càng lúc càng đến gần rồi bỗng chốc dừng lại ở đó. Mộng Phi Yến nức nở rúc vào lòng anh, đôi mắt của cô ta lại nhìn về phía Ninh Ninh. Hàn Vũ, anh biết em rất yêu anh mà, đúng không? Phi Yến, em không muốn mất anh. Anh dứt khoát đẩy cô ta ra khỏi người mình. Một cảm giác bất an xuất hiện. Anh quay đầu nhìn về phía sau, lại bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của Ninh Ninh. Sao em lại ra đây? Con không khoác thêm áo. Em không thấy anh, cho nên... Không có gì đâu, cô ấy say rồi. Ninh Ninh nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Phi Yến, cô cũng có chút không đành lòng. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cảm giác đau lòng đó cô hiểu rõ hơn ai hết. Cuối cùng vẫn là cô mềm lòng. Cô ấy say như vậy, cứ để cô ấy ngủ ở đây đi. Ninh Ninh, em tin anh mà. Thường nghe người ta nói, người thứ ba sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như người đàn ông của bạn không cho phép. Cô cũng muốn đặt cược một lần, cũng muốn xem thử trong lòng anh cô nặng bao nhiêu cân. Đi tới trước mặt Phi Yến, Ninh Ninh cẩn thận đỡ tay dìu cô ta đi vào. Phi Yến nhìn sang cô gái bên cạnh rồi lại nhìn về người đàn ông trước mặt. Cô ta cũng muốn biết liệu trong lòng anh giữa cô ta và cô gái nhỏ này ai quan trọng hơn. Bước chân loạng choạng bước đi, cơ thể Phi Yến ngã nhào về phía trước, kéo theo cả dáng người nhỏ nhắn của Ninh Ninh cũng ngã theo. Hàn Vũ vẫn nhanh tay hơn một chút. Trước khi Ninh Ninh ngã xuống, anh đã kịp giữ cổ lại. Kết quả lại chỉ có một mình Mộng Phi Yến ngã ngồi xuống đất, đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh. Em không sao chứ? Không sao, cô ấy... Ninh Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn Phi Yến. Rõ ràng là hai người cùng ngã, vậy mà anh lại chỉ đưa tay ra đỡ lấy một mình cô. Cô mỉm cười, trong lòng lại càng thấy vui vẻ và tin tưởng anh. Cô ấy... Hàn Vũ, anh giúp em dìu cô ấy đi. Cô ấy có tay có chân, tự đi được. Em vào trong đi, sừng xuống rồi không lại cảm lạnh. Em biết, anh sợ em nghĩ linh tinh. Em tin tưởng anh đưa cô ấy vào trong đi. Anh bất lực nhìn cô, người phụ nữ này sao lại dễ mềm lòng đến vậy? Chẳng lẽ cô không sợ hay sao? Hàn Vũ, được rồi, em vào trong đi, anh đưa cô ấy vào. Ninh Ninh bước vào trong, Hàn Vũ đến bên cạnh đỡ Mộng Phi Yến đứng dậy. Vậy nhưng kẻ cố chấp vẫn cứ cố chấp. Cô ta đưa đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Em đi không nổi. Em lại muốn giở trò gì nữa? Em thật sự đi không nổi. Anh bế em đi. Mộng Phi Yến, là vợ anh tốt bụng nên mới đồng ý để em ngủ lại. Nếu không có cô ấy thì anh đã sớm mặc kệ em rồi. Anh nhẫn tâm vậy sao? Anh cho em hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn tự mình đi vào. Hai là anh lập tức gọi người đưa em về. Phi Yến nhìn anh, trong đôi mắt anh đầy vẻ kiên định. Cuối cùng thì cô phải thỏa hiệp tự mình theo anh đi vào. Ninh Ninh cẩn thận chuẩn bị phòng ngủ cho cô ta, sau đó còn tốt bụng pha cho cô ta cốc nước chanh để giải rượu. Hàn Vũ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô, càng nhìn lại càng thêm thương cô. Người phụ nữ của anh quả thật là rất tốt. Em có biết cô ấy hơn em ở điểm nào không? Không biết. Cô ấy quá lương thiện, còn em lại quá thủ đoạn. Vươn lại một câu lạnh lẽo, bóng người cao lớn của anh đi về phía Ninh Ninh. Phi Yến nhìn theo, trên môi nở nụ cười nhạt. Hóa ra là như vậy. Cô uống đi, sẽ giúp cô giải rượu. Ninh Ninh đặt cốc chanh nóng xuống bàn, dịu dàng nói với người trước mặt. Phi Yến quan sát cô, đôi mắt sắc sảo nhìn theo từng động tác của cô gái nhỏ. Cảm ơn. Trễ rồi, em ngủ đi. Ninh Ninh, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Dạ. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, bỏ lại một mình Mộng Phi Yến đứng đó nhìn theo. Cô ta càng nhìn lại càng thấy đau lòng, càng nhìn lại càng thêm tức giận. Lẽ ra người đi bên cạnh anh phải là cô ta mới đúng.
Hàn Vũ, rõ ràng là anh yêu em, vậy thì cô ta lấy tư cách gì để đứng bên cạnh anh chứ? Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một biểu cảm vô cùng đáng sợ. Ánh trăng khuyết một mảnh trên bầu trời, trong căn phòng ngủ của hai người, Ninh Ninh nằm gối đầu lên tay anh. Anh vọng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc cô. Ninh Ninh bật cười, anh nhìn cô khó hiểu. Em cười cái gì? Không có gì, chồng à, em hỏi anh một câu được không? Được. Anh có thương em không? Có. Nhiều không? Rất nhiều. Vậy anh nấu mì cho em đi, em đói. Anh cưng chiều cốc đầu của một cái, môi mỏng không nhịn được mà cong lên một đường thật đẹp. Anh lười lắm. Anh không thương em, mua chỗ anh đi. Đình Đình ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh, cô xoay người nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Người đàn ông nhìn cô, trong mắt lấp lánh sao trời. Vẫn chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa kìa. Anh xoay người để cô nằm dưới thân mình, đôi môi mỏng tham lam hôn xuống, chậm chạp thưởng thức những hương vị ngọt ngào trên môi cô. Mãi một lúc sau, anh mới chịu buông cô ra. Bàn tay to lớn lại không chịu yên phận mà bắt đầu lần mò vào trong áo cô. Vợ à, anh đói. Vậy thì nấu mì đi, em cũng đói. Không, anh chỉ muốn ăn em thôi. Đừng có sợ nữa, em đói thật mà. Nhìn đôi má ửng đỏ của người dưới thân, ngọn lửa tình trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Anh thật sự không nhịn được. Thôi, để em ăn đã. Ừ thì anh nấu cho cô ăn, ai bảo anh thương cô làm gì chứ. Đi thôi, anh nấu cho em ăn. Em muốn cõng. Em thật sự là được voi đòi tiên mà. Anh dùng một ngón tay chỉ vào trán cô, ánh mắt nhìn cô lại quá đỗi dịu dàng. Ninh Ninh nhìn anh, chỉ thấy cả bầu không khí đều vô cùng ngọt ngào. Cô mỉm cười, ra bộ làm nũng với anh. Hì hì, cõng em đi ông xã. Trái tim của anh đều bị cô làm cho mềm nhũn cả rồi, thật là muốn cắn người quá để mắt. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Cuối cùng vẫn là anh cõng cô trên lưng, đôi chân vững vàng xài những bước thật dài đi xuống dưới tầng vào phòng bếp. Nửa đêm thanh vắng, phòng bếp lại sáng đèn. Mộng Phi Yến cảm thấy khát nên xuống phòng bếp tìm nước uống. Kết quả là chỉ mới đến trước cửa phòng thì bước chân đã phải dừng lại bởi khung cảnh bên trong quá đỗi ngọt ngào đến mức khiến lòng cô tàn nát. Hàn Vũ ngồi đối diện Đình Đình, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại đang ngập đầy hạnh phúc. Anh đưa tay vén vài sợi tóc cho cô, giọng nói lại dịu dàng hỏi. Ngon không? Ngon chứ, ông xã em nấu là ngon nhất. Nịnh nọt. Vừa nói, anh vừa đưa tay véo mũi cô, trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều. Đình Đình là mặt xấu với anh, anh lại bật cười, nụ cười chân thật nhất mà Phi Yến chưa từng được thấy. Nước suối hay cảm ép? Cảm ép. Em thật biết cách hành hạ người khác. Chỉ hành hạ chồng em thôi. Đáng ghét. Ghét của nào, trời trao của đó ấy, chồng ạ. Anh thật sự không còn gì để nói. Quả thật, anh cực kỳ ghét những cô gái yếu đuối lại hay làm nũng. Anh cảm thấy như vậy thật quá nhàm chán. Vậy mà xem đi, vợ của anh lại có đủ cả hai điều ấy, thế có chết hay không? Đúng vậy, ghét của nào, trời trao của đó. Vậy nên anh bằng lòng ghét cô cả đời này. Hai người vui vẻ, một người đau lòng, nhưng mà đều là do cô chuốc lấy. Bóng người lặng lẽ xoay lưng bước lên tầng, đôi mắt đẫm lệ xen lẫn chút hận thù. Ăn uống xong thì hai người trở về phòng ngủ. Có mùi cơ thể quen thuộc của anh nên chẳng bao lâu cô đã say giấc. Hàn Vũ ôm người trong lòng, cọ má vào tóc cô rồi cũng ngủ thiếp đi. Cả căn nhà chỉ vào trong tĩnh lặng. Cánh cửa hé mở, Mộng Phi Yến chậm chậm đi vào. Nhìn hai người đang cùng nhau say giấc, cô ta lại bật cười xót xa. Người đàn ông đó cũng từng ôm cô như thế, cũng từng yêu chiều cô như thế. Vậy mà nhìn cô gái nhỏ đang yên giấc trong lòng anh, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phi Yến. Đều là tại cô. Nếu không có cô thì anh ấy sẽ không lạnh nhạt với tôi. Nếu không có cô thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi.
bước nhẹ nhàng đi vòng qua phía bên kia. Cô ta nhíu mày nhìn Ninh Ninh, cánh tay đưa lên, con dao gọt trái cây lóe lên một tia sáng trong căn phòng nhỏ mờ ảo. Dùng hết sức đâm xuống, mũi dao sắc bén đâm vào một cánh tay rắn chắc. Ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông nhìn cô đầy tức giận. Trong lúc sợ hãi, Mộng Phi Yến buông tay, cơ thể mất bình tĩnh mà ngã bệt xuống sàn. Nghe tiếng động, Ninh Ninh giật mình tỉnh dậy, lại cảm nhận được một thứ chất lỏng đang thấm vào lớp áo. Cô bật người ngồi dậy, nhìn thấy cánh tay anh đang bị một mũi dao cắm vào và không ngừng rỉ máu. Với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng lập tức sáng lên. Anh có sao không? Không sao. Chảy máu như vậy, còn nói là không sao? Em không sao là được. Em lấy đồ cầm máu trước, rồi sẽ đưa anh đi bệnh viện. Dáng người nhỏ nhắn chạy vội xuống tầng, căn phòng nhỏ chỉ còn lại anh và Mộng Phi Yến. Phi Yến, cố chán sống rồi, đúng không? Hàn Vũ, tại sao anh lại bảo vệ nó? Cô ấy là vợ tôi. Tôi tuyệt đối không để ai có cơ hội tổn thương cô ấy. Đình Ninh từ bên ngoài chạy vào, trên tay là hộp dụng cụ y tế. Cô cẩn thận sát trùng xung quanh, rồi mới từ từ rút rào ra. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mùi máu tanh nồng khiến Ninh Ninh sẩy sẩm. Em sao vậy? Em sợ máu. Để anh. Để em giúp. Chưa nói hết câu, Mộng Phi Yến đã lãnh trọn một cái tát thật mạnh của Ninh Ninh. Cô ta ôm mặt, trợn mắt nhìn cô. Ninh Ninh tức giận hét lên. Mộng Phi Yến, cô điên rồi, đúng không? Tôi không cố ý. Tôi hiểu cảm giác của cô, nếu mới im lặng, trỏ qua. Tôi sợ cô một mình sẽ gặp nguy hiểm nếu mới để cô ở lại. Vậy mà, cô xem đi, cô đã làm ra chuyện gì? Để tôi giúp anh ấy đã. Tránh xa anh ấy ra. Dù hết sức lực đẩy người trước mặt, Ninh Ninh đẩy Mộng Phi Yến ngã xuống. Cô tức giận đến mức run rẩy, cánh tay đưa lên chỉ vào mặt cô ta. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa. Phi Yến đứng dậy, cười như điên dại. Ánh mắt cô ta hiện lên tầng tầng sát khí, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Chồng của cô, nhưng anh ấy yêu tôi. Cô ta đưa tay lên, nhắm vào gương mặt xinh đẹp của cô mà đánh xuống. Nhưng trước khi kịp ra tay, thì cổ tay cô ta lại bị một bàn tay to lớn siết chặt. Bàn tay to lớn dùng lực mạnh để nỗi, khiến cô ta kêu lên vì đau. Hàn Vũ, em đau. Cô cũng biết đau sao? Hất tay cô ta ra, anh kéo Ninh Ninh về phía mình. Mộng Phi Yến, lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau, tránh xa vợ tôi ra. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến cảnh làm hại cô ấy. Nếu không thì đừng trách tôi không nghĩ tình cũ. Anh tàn nhẫn với em như vậy sao? Lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Giọng nói lạnh lẽo, không chút hơi ấm. Mộng Phi Yến nhìn anh bảo vệ cô mà chỉ cảm thấy lòng mình chua xót. Hóa ra cảm giác bị người ta tàn nhẫn vứt bỏ chính là như vậy. Hóa ra anh lại thương cô ấy đến vậy. Cô thua, thua rồi. Khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt ấm nóng chảy ra. Mộng Phi Yến đứng dậy, bước chân nặng nề đi ra ngoài. Ninh Ninh trầm mặc nhìn theo bóng lưng của cô ta, trong lòng lại thấy có chút buồn cười. Lúc có không biết giữ, giờ mất rồi lại muốn đi cướp, thật đáng thương. Mùi máu tanh nồng vẫn còn động lại trong không khí. Ninh Ninh đưa tay lên che miệng, một cảm giác khó chịu ập tới. Cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Hàn Vũ lo lắng đi theo cô, bước vào trong lại thấy cô đang không ngừng nôn khan, đưa tay vỗ vỗ lưng cô. Giọng nói của anh đầy lo lắng. Em không sao chứ? Khó chịu. Trả lời xong liền nôn tiếp. Hàn Vũ nhỏ mắt nhìn cô, lại cảm thấy có gì đó không ổn. Thay đồ đi, anh đưa em đi bệnh viện. Không cần, em không sao. Không được, phải đi. Cứ như thế, cô bị anh lôi ra khỏi nhà. Chiếc xe lăn bánh đưa hai người đến bệnh viện Tâm An. Trong phòng bệnh, vị bác sĩ nâng cặp kính lên rồi chăm chú nhìn cô. Ninh Ninh bị nhìn thì cảm thấy có chút không thoải mái. Người đàn ông đứng bên cạnh lại càng khó chịu hơn. Bác sĩ, vợ tôi bị gì? Tôi không chắc, trước tiên đi kiểm tra đã. Nói rồi, ông đưa cho anh một tờ giấy, bảo hai người đến phòng siêu âm.
Cô trở chốt cửa phòng, Hàn Vũ có chút lo lắng, không biết liệu cô có bị bệnh gì nghiêm trọng hay không. Cánh cửa mở ra, Ninh Ninh đi ra ngoài, trên tay cầm theo tờ kết quả siêu âm đưa cho anh. Nhìn thấy biểu cảm thất thần của cô, anh lại càng thêm lo lắng, đôi mắt lạnh lùng lên nhìn vào tờ kết quả. Có thai. Anh ngước mắt lên nhìn cô, nét mặt có chút hoang mang. Đột nhiên lúc này anh cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, trái tim anh cũng đập nhanh dữ dội. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra dù lại nhắm. Cuối cùng thì hạnh phúc vỡ òa, anh vừa cười vừa ôm lấy cô, nhảy cẫng lên như một đứa bé. Em có thai rồi, chúng ta có con rồi, anh sắp làm ba rồi, vợ ơi. Đình Đình vẫn chưa kịp hoàn hồn, lại nhìn thấy sự hạnh phúc của người trước mặt mà mỉm cười rạng rỡ. Cô có thai rồi, là con của anh và cô, là kết tinh tình yêu của hai người. Tốt, thật tốt. Một tháng sau đó là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ. Ninh Ninh bắt đầu vào giai đoạn ốm nghén nặng, cô hầu như không ăn uống được gì. Nhìn thấy cô ngày càng gầy gò, xanh xao, anh đau lòng biết mấy. Ngày nào cũng vậy, trước khi anh đi làm đều đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Anh biết cô thèm ngọt, nên những thứ được chuẩn bị đều là những món cô thích. Mà kể cũng lạ, từ sau đêm hôm đó, Mộng Phi Yến hình như là mất tích, giống như cô ta đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì cô ta sẽ không thể làm phiền đến cuộc sống của anh và cô nữa. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên mà trôi qua, nào ngờ đâu những biến cố đang chuẩn bị ập tới. Người ta không xuất hiện nhưng lại âm thầm tính kế sau lưng cô. Ngày hôm đó, bầu trời âm u đến đáng sợ, gió lạnh vi vu thổi, vài giọt mưa lất phất rơi. Ninh Ninh vừa mới rời khỏi phòng khám thai thì nhận được cuộc gọi của Hàn Vũ. Em nghe. Em đang ở đâu? Em đang ở trước cổng bệnh viện Tâm An. Ở yên đó, anh cho Lâm Tú đến đón em. Cô chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Ninh Ninh nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình. Hôm nay anh thật lạ. Ngồi xuống chiếc ghế đá, Ninh Ninh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên trước bụng phẳng của mình. Con ngoan, đừng hành mẹ nữa, có được không? Con nói xem, ba con hôm nay sao lại lạ lùng đến như vậy? Ngước mặt lên bầu trời u ám, Ninh Ninh chợt cảm thấy có chút bất an trong lòng. Chẳng hiểu thế nào, bà từ lúc nhận được điện thoại của anh, cô lại cứ bồn chồn không yên, hô hấp cũng bắt đầu loạn, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Vừa lúc đó, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước mặt, Lâm Tú mở cửa bước xuống xe. Thiếu phu nhân, lên xe thôi. Trợ lý Lâm, Hàn Vũ đâu? Tổng giám đốc đang ở nhà của lão phu nhân đợi cô. Sao lại ở đó? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tú im lặng nhìn cô, càng nhìn lại càng thấy phức tạp. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đó, anh ta thật hy vọng cô sẽ không liên quan đến chuyện này. Chỉ là... thở dài một hơi, trong nhất thời anh lại không biết phải nói gì. Thiếu phu nhân, cô từ đó sẽ biết. Ngồi vào trong xe, Ninh Ninh lại càng thấy lo lắng không yên. Lâm Tú trước nay đều rất vui vẻ với cô, chuyện cô muốn biết thì chắc chắn anh ta sẽ nói. Vậy mà hôm nay lại cứ là lạ thế nào, cả Hàn Vũ cũng vậy, giống như là biến thành một người khác. Đôi mắt sầu đẫm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa, dòng xe cộ tấp nập qua lại, mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc càng nặng hạt. Bàn tay mềm mại đặt lên trước bụng nhỏ, cô nhắm mắt để bản thân có thể bình tâm hơn. Trong nhà tổ, Hàn Vũ và một vài người khác trong Hứa gia đang ngồi xem lại đoạn video được quay lại cách đây hơn 3 tiếng đồng hồ. Trên màn hình máy tính, một bóng người nhỏ nhắn xuất hiện khiến trái tim anh như bị ai bóp nghẹn. Quan sát kỹ hơn một chút, gương mặt cô mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cho đến khi trên màn hình phát đến đoạn căng thẳng đó, anh nhắm mắt, cắn chặt môi dưới, hai bàn tay cũng vô thức mà siết chặt lại. Hàn Vũ, chứng cứ rành rành, còn không thể bao che cho cô ta. Đúng vậy, Hàn Vũ, con biết bản thân phải làm gì. Mọi người ra ngoài đi, để con yên tĩnh một lát. Cả đám người nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Họ hiểu được tâm trạng của anh nên cũng không nói thêm gì nữa. Hơn tất cả,
họ lại sợ chồng giận anh. Lâm Tú đang lái xe thì điện thoại reo lên, anh đeo tai nghe Bluetooth rồi nhận cuộc gọi. Hứa tổng, đón được cô ấy chưa? Được rồi. Đến nơi thì đưa cô ấy lên thư phòng, không được để bất cứ một ai đến gần cô ấy. Tôi hiểu rồi. Tắt máy, Hàn Vũ mệt mỏi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm chặt lại. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao lại cứ phải là cô ấy? Chiếc xe dừng lại trong sân nhà tù. Lâm Tú bước xuống rồi mở cửa xe cho cô. Ninh Ninh bước xuống xe lại nhìn thấy rất nhiều chiếc xe đắt tiền khác cũng đang nối đuôi nhau xếp thành một hàng ngày ngắn. Trong nhất thời cô lại có chút linh cảm không lành. Thiếu phủ nhân, đi theo tôi. Lâm Tú đưa cô đi thẳng đến thư phòng. Ninh Ninh bước theo anh mà trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên. Đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non. Cô nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trợ lý Lâm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiếu phủ nhân, cô phải thật bình tĩnh. Tại sao? Gặp Hứa tổng thì cô sẽ biết. Không đợi cô trả lời, anh đã đi tiếp. Ninh Ninh lại cẩn thận bước theo bước chân anh. Cánh cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Người đàn ông ngồi bên trong lạnh lùng lên tiếng. Vào đi. Hứa tổng, tôi đưa thiếu phu nhân đến rồi. Cậu ra ngoài cánh cửa, không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào. Vâng. Cánh cửa phòng đóng lại, cả căn phòng trở nên tối om. Nó yên tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy bất an. Hàn Vũ vẫn ngồi đó trong màn đêm đen đặc. Đôi mắt mệt mỏi của anh nhìn về phía cô, anh không tin. Ninh Ninh, qua đây. Cô theo quán tính đi về phía anh. Hàn Vũ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi vào trong lòng mình, dụi đầu vào chiếc cổ thon nhỏ của cô. Anh cố gắng để không rơi nước mắt. Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Cả buổi sáng hôm nay em đã đi đâu? Em thấy khó chịu nên đến bệnh viện khám một chút. Kết quả thế nào? Không sao, chỉ là nghén nặng thôi. Vậy thì tốt. Cả căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Trong sự tĩnh lặng đó, Ninh Ninh nghe thấy hơi thở anh vô cùng nặng nhọc, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn một chút. Hàn Vũ, sáng nay em có đến gặp bà nội không? Không có. Sao vậy? Bà nội xảy ra chuyện gì sao? Bà nội bị ngã cầu thang, đang ở bệnh viện cấp cứu. Cái gì? Ninh Ninh, em trả lời thật lòng cho anh biết, em có đến đây không? Em không, thật sự không có. Nếu không có thì tại sao camera lại ghi được hình ảnh của em? Ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa bắt đầu rơi tầm tã. Ninh Ninh ngồi trong vòng tay anh, trái tim cô gần như chết lặng. Một tia chớp xẹt ngang qua cửa sổ. Ninh Ninh ngồi đó, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn gương mặt điển trai của anh. Bầu trời nổi giông bão, trong lòng cô cũng bắt đầu nổi giông bão. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.